Thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày tổng quan về du học Hàn Quốc ha. Xin giới thiệu sơ một chút về Duy Tân, cái nơi mà mọi người đang có mặt ở đây để học tập. Thì Duy Tân đó là một tổ chức về đa đa lĩnh vực ha, bao gồm tư vấn du học, thị thực công chứng, giảng dạy ngoại ngữ, visa du lịch các nước và các loại visa về định cư lao động quốc tế. Thì ở Duy Tân nó có nhiều mảng, gồm có mảng Hàn Quốc nè, mảng Đức nè, Mỹ nè, và mảng Anh nè, nói chung là rất là nhiều thị trường khác nhau, nhưng mà gọi là khởi đầu của Duy Tân thì là du học Hàn Quốc. Thì các bạn nhìn thấy ở chính giữa màn hình có một cái cô mã màu vàng ở đây, đây là cô Trần Hữu Yến Loan. Thì hiện nay cô đang là giám đốc của trung tâm Duy Tân và cô cũng là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì vì cô hoạt động ở trong ngành Hàn Quốc nên thường xuyên có, thứ nhất là các mối quan hệ đối với các giáo sư ở bên Hàn và các trường bên Hàn, cũng giống như là cô đang là giám đốc của trung tâm Hàn Quốc học ứng dụng, có nghĩa là những chương trình rất hay của Hàn Quốc họ triển khai về phía Việt Nam. Thì ở Duy Tân có lợi thế là cô đang làm ở cái trung tâm này thì sẽ nắm bắt được xu hướng trước và sau đó là tụi mình triển khai. Và ngoài ra thì những cô giáo ngồi ở trên này, hàng đầu tiên nè, đây là mình nè, cái bên là các cô giáo dạy tiếng Hàn, thì đều là các bạn sinh viên tốt nghiệp tại chuyên ngành là Hàn Quốc học, nên là ở bên Duy Tân đó thì mình có thể tự hào là cái đội ngũ giáo viên và giảng viên đó thì rất là giỏi về tiếng Hàn. Bọn mình có thể giao tiếp được với các thầy cô ở bên Hàn để hỏi về các chương trình, hỏi về điều kiện thông tin tuyển sinh hay là các điều kiện khác một cách rõ ràng và chính xác để giải đáp cho học viên được. Thì đây là những cái mảng mà Duy Tân làm từ năm 2006 tới nay thì cũng đã gần 20 năm, nên là mình bên là trung tâm cũng có cái kinh nghiệm xử lý rất là nhiều loại hồ sơ khác nhau. Thì ngày hôm nay mình sẽ những cái nội dung mình giới thiệu sẽ là giới thiệu chung nè, rồi giới thiệu về du học Hàn Quốc nè, giới thiệu về việc làm thêm bên Hàn nè, giới thiệu về lộ trình xin visa, thì bao gồm là các cái bước để chuyển đổi visa như thế nào và bộ hồ sơ để xin visa như thế nào, rồi nhà ở chi phí ở bên Hàn Quốc như thế nào ha. Thì một cái câu hỏi mà thường á, là mình cũng hay hỏi các bạn học viên khi mà inbox vào để học á, là vì sao mà mình nên đi học ở Hàn Quốc và vì sao hiện nay bạn lại đi học ở Hàn Quốc. Thì trước tiên á, là như như ở đây có thì có thầy Ly là người Hàn Quốc, thì phải nói là chất lượng giáo dục ở bên Hàn bây giờ đang rất được nâng cao. Ở Hàn Quốc thì có hệ thống giáo dục vô cùng là tiên tiến luôn, bởi vì đất nước này á tập trung phát triển rất là nhiều về khoa học công nghệ. Hiện nay họ không còn những cái nhóm ngành về tay chân nữa, mà họ đang phát triển về khoa học công nghệ, về IT, về trí tuệ nhân tạo, về hàng không vũ trụ vân vân. Nó là một cái tầm rất là xa rồi, nên là cái hệ thống chất lượng giáo dục của họ vô cùng tiên tiến luôn. Còn trường đại học thì là rất là nhiều trường thuộc top đầu châu Á, hệ thống cơ sở vật chất thì vô cùng là đẹp, mọi người mà qua bên Hàn đến các trường đại học thì cảm thấy mê luôn, bởi vì nó rộng nè, rộng rãi nè, tiện nghi nè, rồi hệ thống ký túc xá nè, hệ thống thư viện nè, hệ thống lớp học nè, vô cùng hiện đại, còn chi phí học tập thì lại rẻ vô cùng. Có nghĩa là nếu mà so sánh là mình đi du học ở Hàn với lại đi du học ở một cái đất nước như là Singapore hay là thậm chí là Đức đi, thì mình nghĩ là Hàn nó không hề thua, mà nó cái cuộc sống ở đó và du học sinh ở đó được tận hưởng những cái dịch vụ rất là ok, nhưng mà chi phí thì không hề cao. Thậm chí là một năm học ở Hàn Quốc cũng chỉ xấp xỉ một năm học trường quốc tế tại Việt Nam thôi, mà các bạn được sống ở trong một đất nước vô cùng tiên tiến, nên nên du học sinh rất là thích ha. Cơ hội việc làm thêm thì nhiều vô cùng và rất nhiều việc làm sau khi tốt nghiệp, tại vì mọi người cũng biết là ở Hàn Quốc hiện nay đang được xếp vào một đất nước có dân số già, có nghĩa là họ không chịu sinh con nữa, nên là người già là nhiều, còn người trẻ thì tập trung chủ yếu lên khu vực thành thị giống như Seoul nè, hoặc là Gyeonggi nè, Busan nè, thì những cái khu vực khác nó cũng vẫn là đông dân nhưng mà lại thiếu người, do đó họ vô cùng mong muốn là sẽ tìm được những người lao động mà có tay nghề chất lượng cao ở lại để định cư và làm việc, và cũng như là cung cấp cái nguồn nhân lực lao động cho đất nước này. Do đó là họ đã có rất là nhiều chế độ để thu hút du học sinh, ví dụ như là học bổng. Thì có thể nói Hàn Quốc là một trong những đất nước mà nhiều học bổng nhất trong châu Á. Chỉ cần bạn đạt được một cái điều kiện cơ bản nhất, đó là về năng lực ngoại ngữ, thì là luôn luôn là bạn sẽ học. Rồi văn hóa Hàn Quốc thì đã quá quen thuộc đối với các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua cái làn sóng như là âm nhạc, về phim ảnh xem mỗi ngày, nên mình cảm thấy là cái nền văn hóa nó rất là vững, khi mà mình xem mình nhận được chứ không có bị xa lạ gì hết so với lại các đất nước ví dụ như Mỹ, đôi khi mình qua đó mình không hòa hợp được, hoặc là những đất nước châu Âu như là Nga hay là Đức đi chẳng hạn, thì có thể là nó có sự chênh lệch, nhưng mà về bên Hàn Quốc thì nó hoàn toàn là tương đồng với cái nền văn hóa trọng tình, có nghĩa là con người cũng rất là quý trọng nhau này, yêu thương, chủ nghĩa gia đình lên trên hết, và lối sống thì làm việc, học tập, chăm chỉ, cần cù, đó là những cái nét tương đồng với văn hóa Việt Nam. Sau đây thì mình sẽ đi chính vào các cái loại visa để giúp cho các bạn du học sinh có thể đi học bên Hàn. Thì các bạn sẽ để ý ha, ở đây mình có làm một cái cây thư mục như thế này để mọi người dễ hình dung nè. Cái visa mà các bạn du học sinh có thể nhận được nhanh nhất và sớm nhất đó là visa du học tiếng. Mã số của nó sẽ là D41 ha.
D41. Visa du học tiếng này còn được gọi là một cái tên khác là dự bị đại học. Có nghĩa là do bạn thiếu về về ngoại ngữ, chưa đủ trình độ ngoại ngữ thì bạn sẽ được cấp một cái loại visa để đi qua Hàn Quốc học tiếng trước khi vào chuyên ngành. Thì cái visa này á sẽ cho bạn cái thời gian học tập tối đa là 2 năm. Trung bình là 1 năm, có nghĩa là các bạn học 1 năm thôi thì các bạn sẽ lấy được cái chứng chỉ là khoảng top Big 3 là đủ điều kiện đầu vào để học chuyên ngành rồi. Nhưng mà có nhiều bạn du học sinh qua đó mà học kiểu là không có kịp lấy chứng chỉ top Big 3 thì các bạn sẽ được gia hạn thêm 6 tháng tiếp theo hoặc là 6 tháng tiếp theo nữa, hai lần như vậy và tối đa là 2 năm. Nếu sau 2 năm này bạn vẫn không thi được chứng chỉ top Big thì bạn không còn được gia hạn nữa và bạn buộc phải trở về Việt Nam ha. Nhưng mà cái chuyện là qua bên này để lấy được top Big 3 nó cũng không quá khó, bởi vì ở đầu cái chiều đi á, trước khi bay qua Hàn á, là các bạn đã có trình độ sơ cấp 2 rồi đúng không ạ? Ở đây có mấy anh chị làm ở trung tâm này thì thường là học viên sẽ ở trình độ là sơ cấp 1, top Big 1 hoặc là top Big 2 rồi. Nên khi qua Hàn á để mà lấy được top Big 3 trong vòng 2 năm thì điều đó không hề khó. Nhất là mình lại sống trong cái môi trường đó nữa thì nó rất khả thi chứ không phải là bất khả thi. Có nhiều bạn lấy được cả top Big 4, top Big 5 nữa, còn tùy vào cái sự chăm chỉ và sự hiếu học của các bạn ha. Rồi sau khi mà như mình nói là sau khi bạn học D4 xong rồi ha, ở đây xong rồi nè. Lấy được top Big 3 xong rồi nè thì bạn sẽ có hai hướng, một là bạn đi lên D21. Nhìn màn hình ha. D21 là ký tự viết tắt của hệ cao đẳng nha, chuyên ngành nhưng mà là hệ cao đẳng. Cao đẳng thì thường bên Hàn người ta sẽ dạy từ 2 đến 3 năm tùy vào trường. Đó. Còn không á, thì các bạn sẽ đi thẳng lên đại học. D22 là đại học. Đại học sẽ là 4 năm. Về cơ bản về cái hệ thống giáo dục của Hàn nó cũng giống như ở Việt Nam á, tốt nghiệp phổ thông xong á, bạn nào mà học giỏi thì đi đại học, còn học mà sẵn sàng chút thế xíu thì đi cao đẳng, cũng y như vậy ha. Đi học cao đẳng 2 năm. Có nhiều bạn có thể đi theo con đường vòng một tí là bạn lên cao đẳng bạn học 2 năm này. Ở đây, học xong cái lại tiếp tục lên đại học đúng không ạ? Thì sau khi học cao đẳng này rồi là bắt đầu mình cũng hơi rành cái nghề đó rồi đó, thì mình có thể đi làm thêm và sau đó mình đi học đại học, gọi là học cái hệ online hay là gì đó, hoặc là những bạn nào mà quyết tâm hơn thì đi học chuyên ngành luôn thì họ cho chuyển tiếp lên đại học đó. Rồi và sau khi học đại học xong ấy thì lên chỗ này D23 là sau đại học hay còn gọi là hệ thạc sĩ ha, ở đây là hệ thạc sĩ. Thì cái du học thạc sĩ này á, thời gian của nó cũng là 2 năm. Hết 2 năm này bạn phải ra trường, bạn phải lấy được cái chứng chỉ top Big đầu ra là tối thiểu là top Big 4, sau đó bạn ra trường và cộng với lại tốt nghiệp tất cả các môn ở trên cái trường đó dạy, sau đó mình ra trường. Nếu như bạn không 2 năm này mà bạn chưa lấy được đầu ra top Big 4 thì họ cho bạn gia hạn thêm 1 năm nữa, 1 năm nữa để lấy chứng chỉ đầu ra đó. Còn ở đây á thì là có D26 là hệ chuyển tiếp. Chuyển tiếp có nghĩa là bạn đang là sinh viên của một trường đại học và cái trường đại học đó có ký kết liên tịch với một trường đại học bên Hàn Quốc thì họ sẽ cho bạn đi chuyển tiếp trong vòng 1 năm. Chuyển tiếp có nghĩa là ví dụ bạn đang là sinh viên năm 2, bạn học hết năm 2 rồi, các bạn đi qua Hàn bạn học năm 3, học xong năm 3 để quay về Việt Nam học năm 4 ở Việt Nam và lấy bằng ở Việt Nam thì cái này gọi là chuyển tiếp. Còn cái này gọi là trao đổi, xin lỗi mọi người, cái này gọi là hệ trao đổi. Còn chuyển tiếp có nghĩa là bạn học 2 năm ở Việt Nam rồi thì sau khi qua Hàn bạn bắt đầu học năm 3 và năm 4 và tốt nghiệp tại Hàn thì cái đó gọi là hệ chuyển tiếp. Đó. Còn D46 này là hệ nghề. Hệ nghề ở đây khác gì so với hệ nghề ở đây? D21 và D46 cùng là học nghề nhưng mà hai cái này nó khác nhau như thế nào? Khác nhau á là D21 này á thì chuyên về học thuật, giống như bạn vào trường cao đẳng ngoại thương nè hoặc là cao đẳng kinh tế kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh bạn vẫn phải học những môn đại cương, những môn về lý luận nhưng mà đồng thời bạn có những tiết thực hành. Còn D46 ở đây là chủ yếu là dạy nghề, còn dạy lý luận là chỉ là chiếm khoảng 30% thôi, đa số là bạn sẽ học thực hành và bạn được thực tập có lương ở tại các doanh nghiệp bên Hàn đó. Nhưng mà đối với D46 này á, thì nó có cái điều kiện mà top pick thì sẽ hơi khó, tối thiểu phải là top pick 2 hoặc là top pick 3 thì bạn mới đi cái hệ này được, để mà ở bên Hàn Quốc đó là họ nhanh chóng sắp xếp cho bạn đi thực tập ở doanh nghiệp và làm việc luôn thì bạn phải giỏi tiếng Hàn thì bạn mới làm được. Còn ở D21 này, ở đây bạn khi bạn đi học bạn vẫn có thời gian để học tiếng buổi tối nên là họ không yêu cầu cao bằng D46, được chưa ạ? Rồi ha. Tiếp theo ha, sau khi mà bạn học ở đây là học đại học xong rồi nè, hoặc là học thạc sĩ xong rồi nè, hoặc là học cao đẳng xong luôn rồi nè, một cái này xong hoặc cái này xong hoặc cái này xong hoặc cái này xong hoặc cái này xong thì bạn có thể chuyển đổi qua D10 là visa được ở lại tìm việc làm, thử sức mình trải nghiệm cái công việc ở Hàn Quốc trong vòng tối đa là 2 năm, người ta gọi là visa chờ xin việc sau khi tốt nghiệp. Thì trong thời gian 2 năm này bạn có thể thay đổi nhiều công ty khác nhau để xem được là công ty nào nó phù hợp với mình và mình tiến tới là mình thỏa thuận và ký hợp đồng lao động. Thì tối đa là 2 năm bạn phải ký được hợp đồng lao động với một công ty nào đó để bạn chuyển đổi qua visa này là visa E7, là visa lao động chuyên gia. Có nghĩa là lúc này bạn đã là một người đi học xong và có một cái nghề và đã có một cái quá trình làm việc tại một doanh nghiệp ở Hàn Quốc
tối thiểu là trong vòng 2 năm này. Thì khi mà bạn cầm cái bộ hồ sơ đi chuyển đổi visa E7 đi xin visa định cư lao động theo dạng mà lao động chuyên gia, thì bạn phải kèm theo cái hợp đồng lao động, một công ty nào đó đang ký kết hợp đồng lao động với bạn và mời bạn ở lại thì bạn sẽ được chuyển đổi visa E7 này. Đương nhiên cái E7 này cũng kèm với điều kiện là phải có topic 3 trở lên mới đổi được ha. Rồi sau khi mà bạn đã có được visa E7 rồi ấy, thì bạn có thể đổi visa F2 là cư trú. Thì cái visa cái cư trú này là bạn có thể thay đổi nhiều công ty khác nhau. Không sao, bạn muốn làm công ty nào cũng được, bạn sẽ được ở đây 5 năm, đổi tới đổi lui gì đó không biết, nhưng mà hết 5 năm thì là xong ha. Còn bạn ở một thời gian F2 nữa rồi thì lúc này bạn đã hội tụ đầy đủ các điều kiện rồi. Bạn tự tính điểm số sinh hoạt của mình. Ở bên Hàn Quốc nó có một cái gọi là tính tính điểm số, có thang điểm. Thì ví dụ như là tuổi bạn, từ từ chút xíu mình sẽ cho mọi người xem cái bảng đó ha. Topic của mình là topic 6 thì mình được cộng 10 điểm, ví dụ vậy. Topic 5 thì được 8 điểm, topic 4 thì được 7 điểm chẳng hạn vậy. Rồi tuổi của mình, tuổi càng nhỏ thì điểm càng cao. Rồi mình có những cái hoạt động xã hội như là mình đi lao động công ích hay là đi giúp đỡ người già hay cái gì đó. Nói chung là những hoạt động xã hội thì họ sẽ cộng lại điểm cho mình và cho phép mình được đổi visa định cư vĩnh viễn ở đây, định cư lâu dài, là giống như là thường trú nhân ở Hàn Quốc vậy. Ngoài ra có một cách đổi thường trú nhân khác nữa là kết hôn với người Hàn Quốc, thì cái đó là visa F6, thì cái đó nó là một cái dạng khác ha. Đó, còn nói về cuộc đời của một du học sinh thì đây là một cái lộ trình khá là hoàn hảo cho một bạn du học sinh. Nếu mà sống hợp pháp, chăm chỉ học tập và lao động thì mình sẽ chuyển đổi như thế này ha. Rồi ở đây mình sẽ có một câu hỏi là tại sao cái mũi tên ở đây từ D41 này nó lại chĩa thẳng xuống 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 D23 ở đây. Các bạn nào để ý thấy chỗ này không? Là đi học tiến xong rồi nhảy lên thạc sĩ luôn à, được không ạ? Điều kiện của đi học thạc sĩ phải là tốt nghiệp đại học mới được á. Vậy thì đi học tiến xong rồi có nhảy lên thạc sĩ luôn được không? Bạn nào trả lời câu hỏi được câu này? Các bạn nào biết chỗ này bạn có khả năng đi thẳng được không? Em đi ra. Ai trả lời là đi tiến thẳng? Học lên lớp 4 màu xong rồi đi thẳng lên thạc sĩ được, ai nói được? Đúng rồi, điều kiện để đi học thạc sĩ là có bằng đại học, vậy thì tại sao lên lớp 1 ở đây đi thẳng lên được này? Ai nói là có tốt? Rồi có tốt với cao tiếp đúng rồi. Bạn tên gì á? Tên Thanh hả? Đúng rồi, chỗ này ấy là đối tượng nào mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam đi học tiếng nha, đúng không ạ? Thì sau khi mà học tiếng xong ở đây 6 tháng lấy topic 3 lên thẳng thạc sĩ luôn chứ không cần phải đi qua chuyên ngành làm gì nữa, đúng không ạ? Đi thẳng. Và cái đối tượng mà tốt nghiệp đại học xong đi học tiếng cũng vẫn được cấp visa rất là tốt nha mọi người, miễn là mình không có năm trống sau khi tốt nghiệp là được. Như là một bạn học sinh tốt nghiệp lớp 12 ra xong vô học đại học 4 năm, vừa mới tốt nghiệp đại học xong đăng ký đi du học Hàn Quốc vẫn ok, vẫn được chấp nhận cho đi học tiếng bình thường ha, không nhất thiết phải là 18 tuổi mới được đi học tiếng nha. Đó, và cái lứa tuổi tối đa là phải khoảng là 30 tuổi, là 30 là tối đa, nhưng mà phải có quy trình quá trình học liên tục, bạn đừng có bỏ trống. Giống như là bạn học phổ thông xong các bạn học đại học xong bạn học thạc sĩ luôn, có thể là thạc sĩ ở Việt Nam luôn, sau đó bạn xin đi du học tiếng vẫn ok. Còn nếu bạn học phổ thông xong cái trống mất 5 năm không biết làm gì hết, hoặc là đi làm ở một cái công ty nào đó nhưng vẫn có khả năng được cấp, nhưng mà sẽ khó khăn hơn cái người mà có một quy trình học liên tục ha. Cái đó là cái, đúng rồi, tối đa là 30. Cái đó là cái mà khi mà mình tư vấn hồ sơ thì các bạn phải xem hồ sơ. Đó là lý do tại sao mà nhiều khi ví dụ như Huy hỏi là chị ơi bạn này có đi du học hệ tiếng được không, thì luôn luôn mình hỏi là em xin dùm chị cái học bạ của bạn đi để coi bạn tốt nghiệp năm nào, đúng không ạ? Trống bao nhiêu năm rồi và cái điểm GPA của cái lúc mà tốt nghiệp phổ thông nó có cao không, và xin cái bằng tốt nghiệp cao nhất của bạn cho tới thời điểm này là bạn có trống nhiều năm hay không, thì mình sẽ quyết định trả lời được là bạn có đi được hay không cái hệ tiếng ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình giới thiệu cụ thể một chút về từng hệ ha. Đây đầu tiên sẽ là trong cái cây thư mục này thì giới thiệu đầu tiên là về du học tiếng. Đây cũng là hệ du học mà cái số lượng du học sinh đăng ký đông nhất, bởi vì cái tần suất lặp lại trong năm rất cao, một năm mình tuyển được bốn bốn mùa lận ha. Đó. Thì điều kiện tốt nghiệp là gì? Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng đại học ha. Chỗ này mình sẽ xẹt thêm một cái nữa là hoặc cao đẳng đại học, nói chung là tốt nghiệp một cái bậc học nào đó. Rồi năm trống không dưới 2 năm, có nghĩa là vừa tốt nghiệp xong ra là sẽ cho nghỉ gap year 1 năm tới 2 năm là tối đa, sau đó là đi học luôn thì được. Mà gap year lâu quá tới 4 5 năm luôn thì người ta đánh giá là không có khả năng phục hồi cái việc học á, nên người ta sẽ khó cấp visa, trừ khi bạn kẹp được vào một cái chứng chỉ topic thì người ta thấy là cái năng lực của mình có thì họ sẽ cấp. Và Hàn Quốc thì họ đánh giá rất 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 cao về việc đi học chuyên cần nha mọi người. Cái việc mà đi học chuyên cần là họ đánh giá rất cao, nên là cái buổi vắng trong tổng 3 năm cấp 3 của học sinh không được quá 7 buổi, hoặc là có những trường họ thông cảm lắm thì không được quá 10 buổi. Tại vì họ đánh giá là nếu như thời phổ thông mà bạn đi học mà bạn nghỉ hoài thì qua bên Hàn bạn cũng chẳng chăm học đâu, nên là người ta thường các trường rất ngại những cái bạn, dù bạn học viên nào học sinh nào apply á mà tới ngày ngày nghỉ mà tới 10 mấy ngày á là không ok, trừ khi bạn phải có một cái hồ sơ minh chứng là gì, là bạn bị tai nạn giao thông hay là bạn bị covid hay là gia đình bạn có một cái sự kiện gì đó và cái giấy đó phải được nhà trường xác nhận hoặc là phải được chính quyền địa phương xác nhận thì trường sẽ xem xét.
Nhưng mà nếu mà vắng mà gọi là chia lẻ lẻ lẻ, ví dụ như học viên đó vắng một lèo luôn mười mấy ngày trong một năm thì dễ giải trình đúng không ạ? Tại vì nó bị bệnh mà nó chơi một năm nó nghỉ có 8 ngày, cứ đều 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 á, lớp 10 nó nghỉ 8 ngày 9 ngày, lớp 11 nó nghỉ mười mấy ngày, 12 nghỉ mười mấy ngày, rất là khó giải trình. Cái đó nó giống như là nó thành cái tập quán đi học của bạn đó rồi á, nên là trường họ ái ngại những cái trường hợp đó lắm. Còn GPA cấp 3 hiện nay Hàn Quốc họ bắt đầu nâng chuẩn đầu vào ha, cách đây khoảng năm trước thôi, nó chỉ là 6.0 ở đây thôi là bạn cũng ok được đi du học Hàn, nhưng mà năm nay phải 6.5 trở lên, có nghĩa là số lượng du học sinh nó đã quá đông và họ bắt đầu cũng xiết xiết lại, họ muốn lọc đầu vào những cái bạn mà học khá một chút đó, để qua đó họ đào tạo sẽ tốt hơn. Cung cấp thêm thông tin là hiện nay ở Hàn Quốc đó, là số lượng du học sinh nhiều thứ nhì sau Trung Quốc thôi, tức là du học sinh Việt Nam đó, đứng top 2 về số lượng, chỉ ít hơn Trung Quốc thôi, còn nhiều hơn tất cả các nước khác. Rồi cái thời gian tuyển sinh á thì các bạn thấy là một năm có 2 kỳ đấy ha, là tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Người ở bên Hàn người ta chia theo là xuân hạ thu đông, nghĩa là các trường thì hay nói là kỳ mùa xuân, kỳ mùa hè, kỳ mùa thu, kỳ mùa đông rồi đó. Thì cái ngày nhập học thường sẽ là đầu tháng, ví dụ như các bạn đi kỳ tháng 12 thì cái thời hạn nhập học sẽ là ngày 5 tháng 12, do đó là cái thời hạn nhập học nó ảnh hưởng đến cái thời gian mình phải đi nộp visa cho học sinh, mình phải nộp trước đó để nó ra kết quả kịp thời để các bạn lấy cái kết quả đó nhập học. Có những đối tác của bên mình đã từng vướng vướng phải là học sinh ra visa mà không bay được nha các bạn, không phải là cứ có visa là bay đâu nha. Ra visa nhưng mà ngày 5 tháng 12 là hạn chót nhà trường cho là nhập cảnh, nhưng mà trưa ngày mùng 5 mới ra là không được, là không thể bay được bởi vì không nhập cảnh vô được đó. Nên là phải lưu ý là đi nộp hồ sơ, hiện nay ở lãnh sự quán á, cái thời gian mà để xét visa á, nó tầm khoảng 20 đến 30 ngày. Do đó nếu các bạn muốn cho học viên của mình á, nhập cảnh mình cứ tính dư dư ra mấy ngày cho nó thảnh thơi đi, là ngày mùng 5 là ngày trường quy định nhập học á, thì ngày mùng 1 là phải coi như là sẵn sàng vali chuẩn bị bay rồi đúng không ạ? Thì để ngày mùng 1 ra được kết quả thì trễ nhất là ngày mùng 1 tháng 11 là phải cầm cái bộ hồ sơ đi nộp ở lãnh sự quán, để phòng trường hợp mà ra trễ ra sớm gì đó là mình còn chủ động xoay sở được. Còn nếu mình tính đúng 18 ngày theo cái quy định của lãnh sự quán ghi ở trên website á, là chắc chắn sẽ bị trễ trễ hạn của học sinh. Thì lúc này á, là cái trách nhiệm của công ty với học sinh rất là lớn, bởi vì mình không đảm bảo được cái kỳ cho các bạn á, bị dời lại một kỳ là phải xin visa lại, chứ không phải là mình lấy cái visa đó để kỳ sau mình bay đâu nha, làm lại hết từ A tới Z luôn. Và thậm chí là mình thấy có những cái nhóm du học sinh mà ví dụ kỳ trước đậu ha, kỳ sau đi nộp lại ta đánh trượt luôn, rớt y như hồ sơ y như vậy luôn và vẫn bị trượt, là vì họ đánh giá là kỳ trước bạn đang ở level này ha, kỳ sau bạn xách cái bộ hồ sơ đi nộp y như vậy luôn, tôi thấy bạn không có sự tiến bộ, tôi cho bạn ở nhà luôn. Kỳ sau bạn đi nộp bạn phải nâng level của bạn, ít nhất là về tiếng Hàn phải cao lên một chút thì tôi mới cho bạn đi học đó. Là cái đó là những cái lưu ý ha. Ở đây thì cái thời gian học như hồi nãy mình nói là tối đa là 2 năm, trung bình một bạn du học sinh á, mà học kinh tế nhất là học 1 năm thôi là được. Thì bởi vì khi mà mình làm hồ sơ cho các bạn đi á, là đã đóng 1 năm học phí rồi, nên là gói gọn trong cái thời gian 1 năm này cố gắng lấy được chứng chỉ và lên chuyên ngành luôn thì các bạn không có bị tốn tiền. Nhưng mà có một vài bạn mà qua bên đó học nó hơi bị chểnh mảng á, hoặc là vì lý do gì đó mình không lấy được á, thì mình sẽ phải tốn tiền đóng tiền học lại từ đầu đó, người ta sẽ tính theo học phí của từng kỳ á. Thì bạn học lại 6 tháng thì bạn đóng 2 kỳ, bạn học lại 1 năm thì bạn đóng 4 kỳ đó. Đối với hệ tiếng thì họ tính một kỳ là 3 tháng thôi nha, khác với chuyên ngành thì một kỳ sẽ là 6 tháng. Chương trình học thì cứ 10 tuần là một học kỳ nè. Đó, xong học hết 10 tuần cái mình bắt đầu được nghỉ xả hơi, có kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè, ở bên Hàn thì cũng khá là nhiều kỳ nghỉ ha. Mục tiêu đầu ra cũng như là quy định đầu ra phải là topic 3, topic 3 thì mới cầm cái này nè, vũ khí nè, đi nộp hồ sơ vào chuyên ngành. Còn nếu không có topic 3 là thường là sẽ bị trượt chuyên ngành, không vào được ha. Và để mà vào chuyên ngành á, thì khi mà có topic 3 thì luôn luôn các bạn sẽ được có được học bổng. Ở bên Hàn nó có một cái hay là như vậy, chỉ cần bạn yêu thích cái ngoại ngữ của đất nước tôi thôi là tôi cho bạn cơ hội được nhận học bổng, tôi tài trợ cho bạn học phí đó. Nên là cái topic 3 nó giống như là một cái lá bùa vậy đó các bạn, không phải topic 3 mà topic càng lớn thì càng tốt ha. Thì các bạn sẽ có học bổng CBA nè, rồi học bổng chuyên cần này, học bổng topic này, rất nhiều học bổng. Và thường là nếu mà các bạn có topic 3 thì học bổng khoảng 50% học phí ha. Topic lớn hơn có khi là 60 70, có khi là 100% luôn. Rồi để mà làm hồ sơ cho các bạn du học sinh đi hệ tiếng á, thì mình cũng phân loại luôn cho các bạn ở đây là xếp loại trường tại Hàn Quốc này. Thì mỗi năm Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp Hàn Quốc á, sẽ công khai danh sách các trường đại học được chứng nhận theo hệ thống chứng nhận năng lực quốc tế. Thì người ta sẽ chia các trường này ra làm 3 loại: trường top 1, trường top 2, trường top 3 và một cái loại trường nữa là trường không có top gì hết. Trường top 1 gọi là trường ưu tú, thì mình hay đùa với các bạn làm hồ sơ á, ưu tú có nghĩa là con nhà giàu học giỏi, ai mà nhà giàu mà còn học giỏi nữa thì vào trường top 1 học. Tại vì loại trường này mức học phí rất là cao, nó tầm khoảng 7 triệu won một năm, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, có trường 11 triệu luôn. Thì tính ra là khoảng 20 200 triệu, từ từ 150 triệu tới 200 triệu tiền Việt Nam một năm là tiền học phí. Và trường top 1 á, thì là những cái trường này họ rất là thích cái đối tượng học sinh của mình là con em của cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Đó, là những cái người mà có nghề nghiệp ổn định, hoặc là những người mà làm kinh doanh, sở hữu công ty, có giấy phép làm giám đốc, và có sao kê giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng.
Đó, hiện nay có một số trường cấp 1 họ ghi rất cụ thể ở trên cái thông tin tuyển sinh là họ không nhận học sinh có phụ huynh làm nông nghiệp ấy, là họ không nhận. Tại vì họ không tin là làm nông nghiệp sẽ có một cái bộ hồ sơ nó minh bạch á, tại vì họ cũng khá là biết ở Việt Nam mình cũng hay có cái kiểu mà tự khai á, nên là họ quy định thẳng luôn, tôi chỉ nhận những cái đối tượng này thôi, tôi không nhận người làm nông ha. Rồi cái dạng trường số 2 gọi là trường top 2, đây là gọi là trường được chứng nhận là về chất lượng á, thì nó đang nằm ở top 2. Thì cái chất lượng này thực ra nó không phải là chất lượng dạy học, dạy giỏi của giáo viên, mà đây là chất lượng quản lý học viên. Trường top 1 là trường có tỷ lệ mà học viên qua đó nghỉ học, bỏ trốn ra ngoài dưới 1%. Có nghĩa là một năm á, người đi 1.000 đứa, không đi 100 đứa là không, chỉ có một đứa trốn thôi, là trường top 1 nó như vậy. Còn trường top 2 á, thì là cái đối tượng học viên nghỉ học, bỏ học, trốn ra ngoài á, là từ 1 đến 10%. Ví dụ một năm đăng ký cho 100 bạn thì có khoảng từ 10 bạn trở xuống. Và trường top 3 người ta gọi là trường có tỷ lệ bỏ trốn. Ha. Thì cái danh sách trường top 1, top 2, top 3 này mỗi năm á, đều được cập nhật. Thì các bạn có thể lên trên trang web của lãnh sự quán, đại sứ quán Hồ Chí Minh, mình lấy được cái danh Dạ sách. Bởi vì cái danh sách này chị. á, nó sẽ quyết Dạ định cái hình thức mình nộp hồ sơ cho chị. các bạn nào. Trường top 1 như hồi nãy mình nói là trường dành cho con nhà giàu học giỏi nè. Vậy thì trường top 2 là dành cho con nhà như thế nào học giỏi nhưng mà nhà khá khá. Khá khá là mình không không phải là mình chứng minh được bố mẹ mình phải làm công ty, phải làm quan chức, còn là làm viên chức này nọ, thì có thể là những cái ngành như là buôn bán nhỏ nè, hoặc là làm nông nghiệp, trồng vườn vân vân vẫn được. Nhưng mà bù lại thì bạn phải là phải là người có năng lực về ngoại ngữ, nghĩa là bạn phải chứng minh với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán là bạn có năng lực học ngoại ngữ, bằng cách là mình sẽ thi những cái chứng chỉ về topic đó để mình kẹp vào bộ hồ sơ, hoặc là mình sẽ đi lên trên lãnh sự quán để mình phỏng vấn trực tiếp với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán để người ta quyết định cái chuyện là có cho mình visa để đi học hay không. Có nghĩa là top 2 này là mình sẽ dùng học lực để mình được được cái vé cấp visa ha. Còn top 3 hiện nay top 3 là cái nhóm trường mà tỷ lệ bỏ trốn cũng khá là cao, là trên 10%. Có nghĩa là cái nhóm học sinh này họ cũng có những bạn mà qua đó không phải hoàn toàn mục đích là đi học, mà có thể là họ muốn đi làm, hoặc là họ học hành không đều gì đó thì họ nghỉ học, bỏ học. Do đó các trường này không có khả năng tự cấp visa. Trường top 1 là nhóm trường này là nhóm trường ưu tú, là được tự cấp visa nha. Có nghĩa là chỉ cần trường này chọn cái bạn học sinh đó thì có hai khả năng xảy ra. Một là trường nó sẽ cấp code cho bạn học sinh đó đi bay thẳng luôn, thì nó gọi là mã code thẳng, thì bạn học sinh này cầm cái mã code này đi lên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán đổi đổi cái visa thôi là đi được. Và cái hình thức thứ hai á, là sau khi trường này nhận bạn này rồi thì trường này sẽ gửi một cái mã về lãnh sự quán, và lãnh sự quán ở đây là sẽ cầm hồ sơ lên và sẽ đổi đổi ra được luôn. Nhưng mà cái top 1 này là khả năng ra visa là 100% á, rất là ít. Trong quá trình làm hồ sơ bên Duy Tân là không có bạn nào mà đi trường top 1 mà trượt cả. Còn top 3 thì cái tiếng nói nhà trường á, nó chỉ là một cái sự tham khảo thôi. Trường nhận nhưng mà lãnh sự à, không phải trường nhận bạn nhưng mà cục xuất nhập cảnh có cho bạn đi hay không, nó còn ở quyền cục xuất nhập cảnh nữa. Thì đối với top 3 này nè, là tất cả các bạn đều phải có sổ đóng băng Hàn Quốc là 10 triệu hoặc là 8 triệu won, từ 8 tới 10 triệu won nếu mà đi D4 nha. Nộp vào hồ sơ. Và hiện nay á, thì trong quá trình làm mình thấy cái kinh nghiệm là lúc trước á, mình nghĩ là trường top 3 là những bạn mà học cũng bình thường thôi, nhưng mà gia đình có tiền thì đi cái hệ này để cho đi, có thể là cái thời gian đi nó sẽ được nhanh. Nhưng bây giờ quan điểm này nó đã bị thay đổi rồi. Trường top 3 này các bạn phải có GPA cao nha, thì cái tỷ lệ ra visa nó mới cao. Ngoài chuyện bạn đóng băng đi, nhưng mà cái điểm GPA trung bình của bạn phải cao nữa thì bạn mới đảm bảo ra được cái cốt. Còn nếu như điểm số của bạn tầm khoảng 6.6.5 thì thậm chí là 6.8, 6.9, hiện nay có nhiều cục người ta cũng không nhận luôn. Người ta sẽ xét cấp visa cho những bạn có GPA từ 7 chấm trở lên và có sổ đóng băng và bố mẹ có quá trình kinh doanh, có giải trình rõ ràng. Do đó hiện nay các trường top 3 cũng đang là một cái trở ngại rất là khó, càng ngày họ càng siết chặt lại, buộc các bạn học sinh phải chịu khó học, chứ không có một cái cách nào để giúp cho mình đi nhanh như lúc trước nữa. Lúc trước chỉ cần là đóng băng vô thôi, xong rồi đi hồ sơ top 3 là ok, nhưng mà bây giờ thì nó thay đổi rồi ha. Nên là mỗi ngày thì cái đất mà để hoạt động của các trung tâm du học nó càng ngày nó càng phát triển tiềm năng nhiều hơn á, tại vì học sinh phải buộc phải có những cái thứ này thì sẽ tốt cho hồ sơ của các bạn. Rồi còn một nhóm trường nữa là trường không không có top gì hết, gọi là trường hạn chế. Có nghĩa là mấy trường này nè, học sinh á, ví dụ như họ họ đưa ra cảnh báo. Ví dụ bạn vào ở trong cái danh mục là trường top 3, họ sẽ đưa ra cảnh báo là bạn đang ở trường top 3 rồi đó nha. Liệu mà quản lý học sinh lại cho tốt đúng không? Nhưng mà trong vòng một năm tiếp theo nữa bạn vẫn không thay đổi được cái chất lượng quản lý của mình thì bạn bị rơi vào trường hạn chế này, là không được tuyển sinh nữa luôn. Không được tuyển sinh thì người ta sẽ tính là tỷ lệ học sinh của đất nước nào bỏ trốn nhiều nhất thì họ sẽ cấm tuyển sinh ở đất nước đó. Ví dụ như là năm nay là Việt Nam đi, thì năm sau Việt Nam ok cải thiện hơn được, nhưng mà Philippines trốn nhiều hơn, Philippines cái số lượng trốn nhiều thì họ sẽ cấm không được tuyển ở Philippines chẳng hạn vậy. Nó sẽ hạn chế cái khu vực tuyển sinh. Rồi mình nói về cụ thể hơn một chút là vào trường top 1 nè.
Đây, hồi nãy mình cũng nói cơ bản hết rồi ha. Tỷ lệ bỏ trốn bất hợp pháp dưới 1% nè, hình thức là thư mời hoặc visa code. Đây chỉ là hình thức thôi chứ thực ra là đã đậu được trường top 1 là ra được visa ha. Tỷ lệ visa nè, có một số trường yêu cầu mổ xổ thì như mình nói á, có nhiều trường họ đánh giá là con em của gia đình nào mà đăng ký đi top 1 nghĩa là điều kiện rất là tốt rồi. Nên họ yêu cầu thẳng luôn là bạn đóng băng cho tôi sổ tài chính ngân hàng mở tại ngân hàng Hàn Quốc nha. Tại vì ở trong cái có thể là nó khác với lại du học Đức hoặc là du học ở châu Âu. Ở bên Hàn Quốc họ họ yêu cầu á, là cái quyển sổ tiết kiệm á, thì nó có hai dạng, một dạng là được mở tại ngân hàng Hàn Quốc luôn và một dạng á, là sẽ được mở tại ngân hàng Việt Nam, và đối với một số trường là họ yêu cầu thẳng thừng luôn là mở tại ngân hàng Hàn Quốc chứ không được mở tại ngân hàng Việt Nam ha. Rồi điều kiện đầu vào là 7.5 trở lên, có những trường là sẽ nhận 7.0 nhưng mà cái sự cạnh tranh á, nó sẽ rất là gay gắt. Ví dụ như tất cả các bạn đều là 7.0 nhưng mà những bạn khác 7.5 thì 7.0 thì chắc đã đậu được ha. Rồi năm chấm tối đa không quá 3 năm nè, buổi vắng là dưới 7 nè. Đây. Hồ sơ tài chính thì tùy trường sẽ có yêu cầu khác nhau. Ví dụ như các bạn muốn học sinh đó họ muốn đi vào trường nào thì mình sẽ phải vào trong cái trang website của trường đó và mình xem cái quy định của trường là như thế nào. Nãy mình nói là đây nè, ví dụ cụ thể nhất là trường Hanyang nè, trường Hanyang không chấp nhận phụ huynh làm nông nghiệp. Không, nông nghiệp là tôi không nhận. Đó. Nên là các bạn phải lọc hồ sơ ngay từ đầu. Ví dụ như là mình có học sinh muốn đi trường Hanyang và mình phải mở hồ sơ làm xem. Mình hỏi trước bố mẹ em làm nghề gì, bố mẹ em nếu mà bố mẹ làm nông nghiệp á thì là mình nên từ chối luôn, mình nói không được chứ nhiều khi mình hứa hứa ok, chị sẽ xin cho em trường Hanyang nhưng mà đến lúc đó không xin được á thì nó cũng bị mất uy tín của mình á. Rồi một số trường như là trường Sokyung và Trung An là yêu cầu phải mở sổ case study đóng bằng 10.000 đô luôn trong tài khoản ngân hàng Uri và suốt quá trình học, người ta ghi rất là rõ luôn ha. Ngân hàng Hàn Quốc thì các bạn cũng biết là hiện nay có hai loại ngân hàng, một là ngân hàng Uri và hai là ngân hàng Shinhan, và trong hai ngân hàng này á, thì cái ngân hàng khó tính hơn một chút là ngân hàng Uri. Tức là Uri á, là khi mà bạn đã đóng tiền vào rồi á là bạn không phải lúc muốn rút là rút liền mà bạn phải có rất là nhiều giấy tờ minh chứng là mình rớt như thế nào, rớt cốt mã mã rớt bao nhiêu, hoặc là nếu mà bạn rớt trường thì nhà trường phải gửi một cái email về cho ngân hàng này là có bạn học sinh như vậy đó đã phỏng vấn vào trường tôi nhưng mà không đủ tiêu chuẩn nên tôi không chấp nhận, trừ khi mà họ nhận được cái mail đó họ mới cho bạn rút tiền ra, còn không là tiền nằm đó hoài luôn đó. Còn ngân hàng Shinhan thì dễ hơn một chút, bạn chỉ cần trả lại cái bộ hồ sơ gốc gồm hai cái tờ giấy xác nhận số dư mà họ cấp cho mình á, nộp vào nộp ngược vào và làm cái đơn xin rút là họ sẽ cho rút đó. Còn như trường Sokyung và Trung An này nói, họ yêu cầu là đóng băng suốt quá trình học luôn nè ha. Ví dụ như bạn xin visa đi học D4 thì cái visa của mình là trong vòng một năm thì là trong một năm đó bạn không được rút ra, phải để y nguyên như vậy luôn, khi nào lên chuyên ngành mới bắt đầu được rút. Còn một số ngân hàng như là Uri thì họ như Shinhan thì họ cho rút sau 6 tháng một lần, cứ hết 6 tháng là bạn được rút 50%, rồi 50% còn lại thì rút tiếp vào 6 tháng tiếp theo. Rồi trường top 2 ha, là tỷ lệ bỏ trốn từ 1 tới 10%, thì hình thức phỏng vấn là như bạn nói, là như mình nói là phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh nằm ở chỗ đường Nguyễn Du. Còn ngoài ra thì có hai cái cơ quan phỏng vấn du học sinh khác nữa là đại sứ quán ở ngoài Hà Nội và lãnh sự quán ở thành phố Đà Nẵng ha. Đó. Rồi tỷ lệ visa thì tùy thuộc vào trình độ tiếng của học sinh lúc mà phỏng vấn. Thì đây đây coi như là một cơ hội mà lãnh sự quán đại sứ quán họ tạo điều kiện cho du học sinh được chứng tỏ bản thân mình ngay cái ngày phỏng vấn đó. Thì theo mình á là các bạn nên có những cái buổi ôn luyện về phỏng vấn, bởi vì cái phỏng vấn này nó hơi khác so với cái sách giáo trình mà học sinh học tiếng Hàn bình thường. Thực ra thì có những bạn, nhưng mà như bên mình đi thì có những cái gói về đào tạo chuyên phỏng vấn thì các bạn sẽ được làm các bài kiểm tra tất cả các dạng mà lãnh sự quán thường cho ra, hoặc là sẽ hỏi đáp một một về cái cách mà lãnh sự quán hay hỏi, hoặc là những cái bài viết sẽ luyện cho các bạn. Ví dụ như lãnh sự quán có thể ra cái đề là em hãy tả về mẹ của em, hoặc là em hãy tả về mơ ước của em, hay những cái đó thì bên mình trong quá trình dạy học á, sẽ cho luyện đan xen nhau như vậy. Và trước khi đi phỏng vấn lãnh sự quán là sẽ có khoảng tầm 1,5 tháng để làm chuyện này cho các bạn ngấm ngấm từ từ, chứ chứ mà đến ngày gần gần ngày ra phỏng vấn 1-2 ngày á, cho học thì các bạn không có thể nào mà tiếp thu nhanh như vậy được đó. Đây là cái vấn đề này là mình sẽ rất là xem trọng để luyện cho các bạn nè. Còn cái yêu cầu tài chính á, thì ở trường top 2 thì cũng yêu cầu là gia đình phải có sổ tiết kiệm, nhưng mà khác với top 1 hoặc là khác với top 3 thì cái sổ này á, là sẽ đứng tên học sinh và gửi có kỳ hạn, mà sổ ở Việt Nam cũng được ha. Sổ là sổ của ngân hàng, các ngân hàng ở Việt Nam là cũng ok chứ không nhất thiết về sổ ngân hàng Hàn Quốc. Nhưng mà nếu như bạn ở đi trường top 2 mà ở lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh mà bạn có tiền và bạn đóng băng ở trong ngân hàng Hàn Quốc thì hiện nay đang có cơ chế là mình được miễn phỏng vấn, chỉ nộp hồ sơ vào thôi và chờ ngày ra kết quả, không có bị kêu lên phỏng vấn. Và cho tới thời điểm này thì lãnh sự quán cũng vẫn đang đánh giá rất là cao các bạn có đóng băng, thường là ra visa hết, chưa có bạn nào mà có đóng băng mà rớt. Nhưng mà ở đại sứ quán thì họ vẫn xem trọng về cái ngoài cái đóng băng, họ vẫn muốn có chứng chỉ tiếng Hàn hơn thì mới được đậu visa, còn chỉ đóng băng không nó cũng chưa đảm bảo. Đó là ngoài đại sứ quán nha, còn lãnh sự quán hiện nay đóng băng là ok, là bạn chắc chắn là bạn có visa cho tới thời điểm này.
Và ngoài ra để mà quản lý các bạn du học sinh được tốt á, thì có nhiều trường sẽ yêu cầu cái khoản này gọi là khoản cọc chống chốn. Cọc chống chốn từ 2.000 đến 3.000 đô trong một năm thì họ sẽ ghi rất là rõ ở trong cái tài liệu tuyển sinh. Thì khi mà bạn học sinh hỏi đến cái trường đó thì trung tâm ví dụ như Duy Tân sẽ nói trước cho các trung tâm là trường này có yêu cầu cọc chống chốn, các bạn phải thỏa thuận với học sinh. Nếu mà họ đồng ý thì họ sẽ đăng ký trường này và phải chuẩn bị cái tiền này á, là khi mà nộp hồ sơ xin visa xong, một khi mà có ra visa là bạn phải chuẩn bị khoản tiền này và mở sổ ra để đóng băng lại. Nếu trường hợp trong vòng một năm này ở bên Hàn Quốc bạn học không có chăm chỉ, bạn trốn, thì cái khoản tiền này á, là nhà trường sẽ dùng xử lý những cái biện pháp hành chính để xử lý trong cái quá trình bạn học ở bên đó. Điều kiện đầu vào của trường này là từ 6.5 trở lên nè. Hiện nay á thì có một cái điểm này mình thấy có rất là nhiều bạn hay hỏi là học viên của em tốt nghiệp giáo dục thường xuyên thì có đi được không? Có nhiều bạn giáo dục thường xuyên vẫn đi được á, cho đến thời điểm này thì giáo dục thường xuyên vẫn đi được. Nhưng mà cái cơ hội để được lựa chọn trường theo cái ý của mình nó không được nhiều, chỉ còn một vài trường họ nhận giáo dục thường xuyên và họ sẽ làm bằng cái hình thức là cho cái bài thi đầu thi tiếng Hàn, thi kiểm tra đầu vào bằng tiếng Hàn. Do đó không có cách nào khác, là giáo dục thường xuyên thì các bạn phải chăm chỉ học tiếng Hàn bù đắp lại. Đó. Thời gian trống thì cũng như thế này, cũng không quá 2 năm ha. Và phỏng vấn visa thì như hồi nãy mình nói, thì cái ngày đi phỏng vấn thì thường là mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn học viên là phải tác phong như thế nào, ăn mặc quần áo tóc tai, rồi chuẩn bị những cái giấy tờ gì, rồi đi vào đó thì tác phong như thế nào để gây được thiện cảm cho lãnh sự quán. Thì những cái này đều có trong cái quá trình huấn luyện cho các bạn. Chi phí và đặc điểm của cái trường top 2 á, thì là học phí nó thấp hơn so với cái trường top 1. Như hồi nãy mình nói là trường top 1 trung bình là khoảng từ 7 triệu trở lên, còn trường top 2 trung bình tầm khoảng từ 5 triệu. 5 triệu cho đến 7 triệu cái mức đó, cũng có những trường chỉ có khoảng 4 triệu 8 đó, là cái mức rất là dễ chấp nhận và nó gần như bằng với một cái mức học phí học trường quốc tế ở Việt Nam đó, nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng giảng dạy. Hiện nay có nhiều trường top 2 rất được các bạn sinh viên yêu quý và lựa chọn đó. Ví dụ như trường Gachon đang là cái trường mà du học sinh chọn nhiều, tại vì khu vực là khu vực trung tâm cũng rất là gần Seoul luôn, giảng dạy tốt mà học phí cũng ưu đãi. Rồi đây là tiếp theo là mình sẽ qua trường top 3. Thì khi mà mình nói hết cái loại trường top 3 này rồi thì mình sẽ cho các bạn thời gian để đặt câu hỏi ha. Trường top 3 thì tỷ lệ bỏ trốn là trên 10%, rồi ra visa thì ở đây như mình nói là nó người ta sẽ cấp code ha. Mình sẽ cầm cái code của cục xuất nhập cảnh cấp, sau đó là mang cái hộ chiếu đi ra lãnh sự quán hoặc đại sứ quán để đổi lấy visa. Tỷ lệ ra visa thì ở đây ghi là khá cao, nhưng mà thực ra là bây giờ hồ sơ mình cũng phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Và như mình nói là cái chuẩn họ đang nâng dần lên rồi á, nên là các bạn du học sinh mà điểm thấp quá đi hệ trường top 3 cũng không được an toàn. Điều kiện tài chính nè, điều kiện tiên quyết là phải có sổ đóng băng 10.000 tại ngân hàng Hàn Quốc. Thì do đây là cái điều kiện quy định nên hiện nay rất nhiều học sinh đã chuyển dịch từ top 3 qua top 2. Thì thay vì bạn đóng băng đi top 3 thì bạn chịu khó học tiếng Hàn trong khoảng một khoảng thời gian tầm khoảng 3 4 tháng, cộng với sổ đóng băng này nữa, thì cái tỷ lệ ra visa của bạn nó cao hơn rất là nhiều. Rồi yêu cầu học lực là không tối thiểu 7 chấm và không quá 2 đến 3 năm sau khi tốt nghiệp. Chi phí và đặc điểm của trường top 3 là gì? Chi phí học tập rất là hợp lý. Thì trường top 3 thường là học phí khá là ổn, khá là thấp, khoảng tầm 4 triệu một năm thôi. 4 triệu, 4 triệu rưỡi, cũng có trường 5 triệu mà thấp. Và cái điểm là do có tỷ lệ học sinh bỏ trốn cao nên là khi mà làm hồ sơ top 3 này á, mọi người cần phải có sự chuẩn bị về chứng minh tài chính nè, về hồ sơ và hiểu những cái quy định của trường cũng như của cục á, để tránh những cái rủi ro. Thì cái này nếu nếu các đối quý đối tác mà làm việc với Tân thì ở bên mình sẽ có sự hỗ trợ là gì? Thứ nhất á, là mình sẽ nói về đặc điểm của từng cục. Ví dụ có những cục mà bạn chỉ cần gỡ cái ghi ra để bạn scan hồ sơ thì đánh rớt luôn, lý do là họ nghi ngờ bạn tráo một cái tờ giấy ở bên trong. Ví dụ như cái bạn nó là có 8 trang đi mà tự nhiên cái ghim gỡ ra, họ nghi là bạn đổ một trang bên trong mà họ đánh trượt luôn đó. Hoặc là có những cái cục mà họ đọc rất là kỹ về cái bài giới thiệu bản thân đó, nếu mà chỉ cần hai cái bài giới thiệu bản thân giống nhau thôi là hay. Bên mình có hỗ trợ về cái việc này, là sẽ check từng bài kế hoạch học tập để đảm bảo là kế hoạch học tập dấu ấn cá nhân nhiều hơn, và kiểm tra hồ sơ mình sẽ check xem là trong đó có những lỗi nào hay không, và nếu có lỗi thì sẽ đề nghị đối tác chỉnh sửa lại, cũng như là dặn những cái yêu cầu của cục để mà mình không có phạm phải những cái lỗi này rất là đáng tiếc. Có những cái lỗi mà mình thấy là ví dụ như chỉ cần cái tháng năm sinh của người cha nó sai trên hai loại giấy tờ thôi là học sinh cũng bị rớt luôn. Ví dụ như bạn nó khai là cha bạn nó sinh năm 1968 ở trong cái form đi, nhưng mà trong cái giấy khai sinh là năm 1965 á, là cục đánh rớt luôn đó. Yêu cầu ghi là chưa có khớp á, chuẩn bị kỹ hơn gì đó, thì sau này là mình khi mình đi xin lại nó sẽ hơn một chút. Thì bên mình sẽ có cái động thái này, là thường là sẽ hỗ trợ cho các cái việc này, xác định chắc hồ sơ. Còn cái sổ đóng băng á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khu vực, ví dụ như những khu vực ở trung tâm thì phải băng 10 triệu won như Seoul chẳng hạn, còn những khu vực mà ở các cái tỉnh thành thì là chỉ cần đóng băng 8 triệu thôi là được. Rồi mình vừa mới nói xong những cái kiến thức tổng quan nhất về hệ D4, hệ dự bị đại học á, thì không biết là các anh chị và các bạn có câu hỏi nào
còn thắc mắc ở trong cái phần này không ạ? À, ý là thay vì người ta quy định gấp như 3 năm, 2 năm nhưng mà bạn đó là nghỉ chống quá 3 năm rồi đúng không? À, chỗ này á, thì rất là cảm ơn câu hỏi của anh Chiến ha. Chỗ này thì mình phải phân biệt ra là một bạn du học sinh nó sẽ phải trải qua hai vòng. Đối với cái chuyện mà nghỉ nhiều nhiều năm, 2 năm hay 3 năm á, thì nó là ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình phỏng vấn với trường. Có nghĩa là lãnh sự họ không quan trọng cái vấn đề này lắm. Lãnh trực sự thì họ họ căn cứ vào cái việc là trường đã nhận rồi. Trường đã nhận du học sinh này rồi và đã có thư mời rồi thì họ sẽ xét về cái tài chính của người này và năng lực tiếng Hàn. Còn cái chuyện mà nghỉ gấp như nhiều hơn so với 2 năm đi thì cái này mình phải thuyết phục được trường. Thì cái cách thuyết phục của trường thì thường á là phổ biến nhất là bạn phải học tiếng Hàn. Nếu mà bạn có chứng chỉ tiếng Hàn bạn nộp vào á để minh chứng được là tuy là tôi nghỉ quá 1 năm nhưng mà tôi đã rất nỗ lực trong cái quá trình học thì trường thường là sẽ được thuyết phục. Hoặc là ngoài ra ví dụ như Duy Tân đi, do là cái đây đang ký kết MOU với rất nhiều trường thì Duy Tân có thể đứng ra bảo lãnh. Như là ví dụ như là Duy Tân sẽ bảo lãnh là bạn học sinh này tuy có học Chúng ta không đúng với quy định nhưng mà bạn là quản lý viên rất là chăm, là bên Duy Tân sẽ đứng ra bảo lãnh cho bạn học sinh đó, bảo lãnh là bạn này tuy là chấm 1 năm nhưng trong quá trình học tập là bạn có sự nỗ lực. Thì thường á là do bên mình là trung tâm đại diện á nên các trường sẽ xem xét đó, nhưng mà mình nói là có những cái cách như vậy á, nên đối với có một vài bạn ví dụ GPA của bạn chỉ được có 6.3 thôi nhưng vẫn được nhận đó, đó là cái khả năng làm việc của mỗi trung tâm, cũng như là anh phải có định hướng ngay từ đầu cho học sinh á. Khi mà học sinh nó nộp cái học bạ vô á, mình nhìn sơ bộ cái học bạ mình thấy à bạn này chống nhiều quá, chống tới quá nhiều năm, quá nhiều ngày, ví dụ chống tới 10 mấy ngày, và mình phải lo ở đây để làm một cái bộ hồ sơ giải trình được với trường à, và phải cho học tiếng Hàn cấp tập vô à, để bạn có được cái chứng chỉ năng lực tốt một chút. Ví dụ thay vì người khác chỉ có topic 1 bạn đã có topic 2 thì sẽ thuyết phục được trường nhiều hơn. Còn sau khi mà trường nhận rồi á, ra được cái thư mời rồi á thì đi ra lãnh sự á là ok về cái khoản đó, không lo, tại vì lãnh sự nó không đánh giá là nghỉ ít hay nghỉ nhiều mà họ chỉ đánh giá vào tài chính và cái lúc phỏng vấn thôi, thì mình sẽ lại tập trung vào cái hai cái đó. Còn một trường hợp nữa đó tôi là cái trường hợp học thạc sĩ thẳng lên trên 23, tôi đang 30 tuổi. Thì trường hợp này thường học thạc sĩ họ sẽ đi làm, họ đi làm 5 năm rồi họ bắt đầu quay lại họ xin đi du học thạc sĩ. Thì năm đó tầm tầm tiếp độ tầm khoảng 5 tuổi đi, thì coi như đi 5 năm thì hơi dài. Thì trường hợp này nếu mà học tới tôi cấp 2, cấp 3 thì vẫn có thể xét đi theo một tiếng để theo học thạc sĩ. Có nghĩa là bạn này đã tốt nghiệp đại học rồi là đến năm 22 tuổi, xong đi làm 5 năm mà đến năm 28 tuổi mới bắt đầu đi xin học tiếng đúng không? Khó nha, khó nhưng mà vẫn có cơ hội chứ không phải không, nhưng mà hơi khó. Thì cũng như vậy luôn là bạn phải học được topic. Và cái này là xin đi học thạc sĩ đúng không? Như vậy thì topic này phải rất là cao luôn á. Topic này phải cao một chút thì người ta mới công nhận là bạn có khả năng theo học được. Thì một chút xíu nữa sẽ nói đến phần thạc sĩ. Thạc sĩ nó có hai dạng nha. Một dạng là thạc sĩ theo dạng học thuật, đó là những bạn học rất là giỏi về tiếng Hàn và họ đi nghiên cứu theo dạng học thuật. Và một dạng nữa là học sĩ vừa học vừa thạc sĩ vừa học vừa làm, là họ sẽ cho nợ topic luôn. Thì một trong hai dạng đó thì chút xíu em sẽ trả lời cái đó ha, cái cách để mà mình đi theo cái diện e-visa thì nó sẽ dễ hơn là đi visa thẳng. Tại vì e-visa hiện nay là họ đang là một chương trình rất là đặc biệt của Hàn Quốc luôn, vì họ cũng muốn thu hút nhân lực á, nên họ sẽ cho là vừa học vừa làm, và các những cái người ứng viên này không cần phải có chứng chỉ topic. Còn để mà một bạn du học sinh mà từ nghỉ học rất là lâu rồi mà lấy được cái topic 5 để mà đi học thạc sĩ chắc lâu lắm, rất là lâu luôn và cũng khó lắm. Đó, nên là thường mình sẽ hướng họ sang e-visa. Còn cái thời gian gấp di quá nhiều đó thì mình sẽ có những cái cách bên trung tâm sẽ hướng dẫn để mình làm cho nó liên tục hồ sơ đó. Mình sẽ có những cách làm, những cách xử lý hồ sơ. Thì hiện nay á, du học cao đẳng á, được trung tâm Duy Tân đánh giá là một trong những chương trình rất là tiềm năng. Thì các anh chị khi mà tuyển sinh thì cũng có thể theo hướng này, nhất là như bên phía Hồ Si của Chiến á, là cái đối tượng mà các bạn du học sinh đang là sinh viên của các trường cao đẳng là rất tiềm năng. Tại vì mình có kế hoạch đào tạo tiếng Hàn cho các bạn thì các bạn đã có chuyên ngành sẵn ở cái khối ngành này rồi á, thì khi qua Hàn á các bạn chỉ học thêm khoảng 2 năm nữa ra thì đã là một chuyên gia tay nghề cao trong cái lĩnh vực đó, và đặc biệt là nó thuộc về những cái ngành công nghiệp gốc á, thì cái tỷ lệ xin việc làm gần như là 100%. Tại vì không biết là các anh chị có nghe thấy khái niệm 3D chưa ạ? 3D ở bên Hàn Quốc á là khái niệm gì ạ? Là ba cái ngành mà người Hàn Quốc hiện nay không làm nữa và họ thuê người nước ngoài. Nói ra thì hơi buồn một chút nhưng mà vì đất nước họ đã phát triển hơn mình 5 đến 70 năm rồi ha, đi xa trước mình 5 đến 70 năm, nên ba chữ 3D có nghĩa là những ngành nghề difficult, là những ngành nghề khó khó, những ngành nghề dirty là bụi bặm nè và ảnh hưởng đến sức khỏe, và ngành gì nữa ta, dirty là dơ bẩn nè, và dangerous là những ngành nghề nguy hiểm giống như là xây dựng á.
những ngành mà phải leo trèo hoặc là làm với máy móc này nọ, là những cái ngành này bây giờ đặc biệt là nam giới Hàn Quốc họ không làm nữa. Hàn Quốc bây giờ họ sẽ đi theo hướng ngành là công nghệ cao hoặc là ngành dịch vụ. Do đó là đây là cái mảnh đất dành cho các bạn nhân nhân viên của nước ngoài á qua Hàn Quốc được chuyển đổi visa để làm những cái công việc này. Đặc biệt là Hàn Quốc là mọi người cũng biết về công nghệ ô tô của họ là rất là phát triển trong cái sản xuất chế tạo nè, lắp ráp nè, xuất khẩu. Đó nên là rất cần nguồn nhân lực ha. Thì ngoài cái trường du học, ngoài cái trường cao đẳng hồi nãy cô Loan giới thiệu thì là trường Gyeonggi Khoa Học Kisunte, là trường khoa học kỹ thuật Gyeonggi đúng không ạ? Thì Duy Tân cũng khá là tự hào có xây dựng được một cái chương trình của trường Ajumoto, thì chắc là mọi người sẽ nghe sau này làm sẽ nghe. Đây cũng là một trường chuyên về ô tô luôn, và du học sinh đi về cái ngành này ở Duy Tân là 2 năm trước đó, do lãnh sự còn đang rất tạo điều kiện, họ chưa yêu cầu đầu vào là topic 3, thì Duy Tân đã gửi đi cả 200 mấy, gần 300 bạn sinh viên đi chương trình đó và đi rất là đông. Và mới cách đây ngày hôm qua mình tiếp đại diện của trường Ajinomoto, họ đánh giá là sinh viên Việt Nam học rất là tốt luôn, rất là tốt, rất là thông minh và giỏi hơn sinh viên của các nước khác. Nhưng mà sinh viên Việt Nam chỉ có một cái khuyết điểm duy nhất thôi là đi qua đó quá đông á, mọi người quá đông luôn, nên là họ không có sợ thiếu việc làm nên họ cứ trốn đi làm biết. À, nghĩa là ví dụ như bạn bạn này giới thiệu cho mình công việc, mình làm xong rồi cái mình hết việc ở đó thì lại có một bạn khác giới thiệu công việc, có nghĩa là việc làm nó vô tới tấp vậy đó, nên là mình ham làm quá mình không có đi học, mình không đi học nên là mình không chuyển đổi được thành cái visa E7. Đó là cái gọi là cái may mắn, nhưng mà cũng cái ưu điểm, nhưng mà cũng là cái khuyết điểm. Nhiều việc làm là một ưu điểm nhưng nó cũng chính là khuyết điểm làm cho các bạn đó không có nhanh chóng mà chuyển đổi được cái visa định cư ở lại để làm việc, mà nó cứ dây dưa hoài như vậy á, nó không có. Còn có những bạn mà họ quyết tâm á, du học sinh mà cái lứa mà mình là người trực tiếp làm hồ sơ cách đây 2 năm 2 năm rưỡi là đã có mười mấy bạn á chuyển đổi visa E7 và bảo lãnh vợ con qua. Thậm chí có một bạn mà hiện nay các em bé đó nó gọi mình là bà, trời ơi mọi người ơi nghĩ thử coi. Tại vì thằng thằng bé đó là nó có 23 tuổi thôi, tốt nghiệp đại học xong là đi chương trình đó luôn, xong rồi qua đó gặp vợ bạn ở bên đó và sinh con, thì bây giờ đứa con đã được 1 tháng tuổi và thằng bé đó nó gọi mình là cô, nên bây giờ mình lên chức bà luôn, có nghĩa là đã sinh con và định cư ở bên đó luôn rồi. Đó là bạn đó là lấy chuyển đổi được visa E7 và đi làm việc ở bên đó với tư cách là một cái người tay nghề cao ha, đó là ngành công nghệ ô tô. Rồi thì mình sẽ xin qua cái du học đại học, thì thực ra cái đại học này nó cũng không có nhiều cái để nói lắm, bởi vì cái đối tượng đi đại học nó hơi khó so với các bạn sinh viên đó. Nó khó là do là để mà đi học đại học được á, đầu vào của các bạn ít nhất là phải có topic 3. Mà để mà có được topic 3 thường là các bạn học sinh lớp 12 họ sẽ chọn hướng là đi thẳng luôn, tốt nghiệp lớp 12 xong qua bên Hàn học đi. Mình học ở bên Hàn lấy topic 3 là mình lên thẳng chuyên ngành, mà ở bên đó nó dễ hơn rất là nhiều. Và như các bạn cũng nghe cô Loan phân tích hồi nãy cái bài toán về kinh tế, khi mà các bạn đi thẳng qua bên kia vừa học vừa làm, không những mà mình đủ tiền học mà mình còn có dư tiền gửi về cho gia đình nữa, nên các bạn sẽ chọn là đi luôn, tốt nghiệp xong là ra là đi luôn, vừa học vừa làm bên đó lên chuyên ngành nó cũng dễ nữa. Thậm chí có nhiều trường á, ví dụ như bạn học tiếng ở trường đó hết 1 năm còn chưa có lấy được topic 3, trường đó vẫn tạo điều kiện cho bạn lên chuyên ngành, miễn là người ta cho bạn làm một bài kiểm tra, bạn pass được cái bài kiểm tra của trường là bạn được lên chuyên ngành luôn, không cần có topic 3. Và sau này á 6 tháng nữa bạn đi học rồi bạn đi thi rồi bạn lấy cái topic 3 nộp bổ sung vô là được. Có nhiều trường họ tạo điều kiện cho học viên của mình á. Còn nếu như bạn đi từ đầu Việt Nam thì sao, là bạn phải có topic 3, phải làm hồ sơ và phải đi phỏng vấn ở lãnh sự quán. Và đặc biệt đó là để một người có thể có khả năng nghe nói mà học được đại học á, lãnh sự quán họ đánh giá rất là cao á, nên là cái phỏng vấn nó sẽ khó. Thế đó cái trường hợp mà đi du học từ Việt Nam mà đi học đại học nó hiếm, không phải là không có nhưng mà nó hiếm, và thường diện này sẽ là đi trao đổi và chuyển tiếp được rất là nhiều, thường đi là sinh viên các trường đại học họ đi cái diện này là được trao đổi qua bên trường khác 1 năm học rồi quay về, hoặc là học hết 2 năm ở Việt Nam rồi đi tiếp 2 năm ở bên Hàn là nhiều ha. Thì mình lướt qua luôn cái du học đại học này mọi nãy mới nói ha. Rồi tiếp theo là tới cái chương trình du học thạc sĩ, thì thạc sĩ cũng là một trong những chương trình gọi là Duy Tân rất là có cái kinh nghiệm cũng như là có số lượng du học sinh đi rất đông. Lý do là các bạn đi du học và nhận thạc sĩ thì như mình nói sẽ có 2 dạng ha. Một dạng là du học sĩ học thuật, đây là du học thạc sĩ học thuật, có nghĩa là sao, mà là các bạn này đang có trình độ topic rất là cao rồi, tầm topic 4, topic 5, thì đối tượng thường là sinh viên đại học. Thì như các bạn cũng biết là cô Loan đang là giảng viên của các trường đại học, và giáo viên của bên mình cũng là xuất thân từ các trường đại học ra, nên là có mối quan hệ cũng nhiều. Thậm chí như mình cũng vậy, mình cũng là xuất thân từ trường đại học ngành Hàn Quốc học ra, nên là cái số lượng hồ sơ mà nhờ bên Duy Tân làm cái hệ thạc sĩ rất là đông. Vì là khi mà bạn đi thạc sĩ dạng học thuật này thì ngoài cái việc là bạn phải có topic tốt này, đôi khi có những trường họ yêu cầu bạn phải có thư giới thiệu của giáo sư, có nghĩa là phải có một người giáo sư nào đó ở bên Hàn giới thiệu bạn vào cái trường đó thì trường đó sẽ chấp nhận. Nên là cái đối tượng này thường là sẽ nhờ đến những công ty mà có chuyên môn về học thuật như bên công ty mình. Rồi điều kiện thạc sĩ thì 1 năm họ cũng chỉ mở có 2 kỳ thôi nha mọi người, là kỳ tháng 3 và kỳ tháng 9.
cũng giống như là đại học và cao đẳng. Cái thạc sĩ thì họ sẽ xét là bạn phải tốt nghiệp đại học nè, và cái GPA, điểm tích lũy trung bình chung sau 4 năm học đại học của bạn là tối thiểu phải 2.5, có nghĩa là phải được 5 trên 10 ấy, hoặc là 2.5 trên 4, 6 trên 10 chứ ha, thì mới được là đủ tiêu chuẩn. Và bạn sẽ phải trải qua một vòng phỏng vấn với trường, sau đó là trường đồng ý nhận bạn thì sẽ cấp thư mời và bạn đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Thời gian học thạc sĩ cũng là 2 năm và họ cũng sẽ cho bạn gia hạn thêm từ 1 đến 2 năm để bạn viết luận văn. Có nghĩa là học thạc sĩ bên Hàn thì bạn có quyền lựa chọn, cũng như, giống như ở Việt Nam bây giờ là bạn sẽ được học ứng dụng hay là học nghiên cứu. Nếu mà bạn học về về ứng dụng là bạn học tất cả các môn rồi ra trường, còn và viết luận văn là ra trường thôi ha, thì nó có những cái dạng như vậy. Mà giới thiệu với mọi người, bạn Minh thì cũng là thạc sĩ ở Hàn Quốc học về chuyên ngành truyền thông, về nên là những cái thiết kế của Y Tân các bạn thấy là có hơi hướng hiện đại rất là nhiều, bởi vì nó mang xu hướng ở bên Hàn Quốc hiện nay người ta chuộng những cái nó tinh tế và nó đơn giản nhưng mà nó tinh tế đó. Thì là những bạn nào mà có khiếu về truyền thông hay là về marketing thì thường đây là những cái hệ mà ở sinh viên Việt Nam đi học thạc sĩ bên Hàn nhiều nhất, là quản trị kinh doanh nè, Hàn Quốc học nè, truyền thông nè, marketing nè, sư phạm tiếng Hàn, để sau này các bạn về Việt Nam để giảng dạy. Đấy là những cái ngành mà sinh viên của Việt Nam đi đông nhất. Còn những cái chuyên ngành khó hơn thì thường là các bạn khó đậu, ví dụ như y là không, rất là khó đậu, không có, các trường phỏng vấn rất khó, và thậm chí bạn có pass được họ cũng nghi ngờ không biết mình có học, và rất khó ra trường luôn, bởi vì ngoài cái việc mà viết luận văn xong bạn phải lấy những cái chứng chỉ về hành nghề nữa nên rất khó. Hoặc là những cái ngành như có những cái ngành như IT á, thì học sinh đi cũng đông, IT này, thiết kế này, đó là những ngành như học sinh đi hệ thạc sĩ này đông ha. Và như mình nói là ở bên Hàn Quốc á, là học bổng họ cho rất là nhiều, các bạn mà có topic 6 thì các bạn sẽ được miễn 100% học phí, có nghĩa là đi du học thạc sĩ là không mất đồng nào về học phí luôn. Còn topic 5 thì được khoảng tầm 70%, topic 4 thì tầm 50 đến 60 thì trường, thì bạn chỉ phải đóng tiền gọi là phí xét hồ sơ khoảng 100.000 won thôi, và tiền ký túc xá nếu bạn ở đó, nếu bạn ở ký túc xá ở đó. Thì hệ thạc sĩ cũng vậy, một năm học có 2 kỳ và nghỉ 2 kỳ, 2 kỳ học chính và 2 kỳ nghỉ đông nghỉ hè. Do đó những bạn mà đi qua học thạc sĩ thực ra là các bạn đi làm được rất là nhiều tiền. Mình cũng có những học viên mà họ chỉ 2 năm đi học thạc sĩ mà xây cả nhà cho bố mẹ luôn. Cái đấy là một cái bài toán gọi là ai nhìn vào cũng mơ ước và cũng thấy là hấp dẫn quá, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Phải làm sao mà ưu tiên cái việc học trên hết, và ngoài cái việc học ra thì mình có thể đi làm theo đúng giờ quy định. Nhưng mà được cái là thạc sĩ thì ở bên Hàn họ ưu ái hơn, họ không có quy định nhiều như là học hệ tiếng, tại vì hệ tiếng là do các bạn còn non trẻ quá nên là bên Hàn họ quy định cái thời gian về làm việc cụ thể. Và đây là một cái dạng thạc sĩ đặc biệt nữa ở bên Hàn, thì cái chương trình này mới chạy được tầm khoảng 2 năm nay, là thạc sĩ e-visa, gọi là không yêu cầu topic. Đây là dành cho cái hệ vừa học vừa làm. Thì nếu mà suy ra tương đương như ở Việt Nam mình, có thể giống như là cái chương trình học từ xa, mọi người cái chương trình học hệ từ xa là một tuần mình học có một buổi thôi, còn 6 buổi còn lại là đi làm thoải mái, miễn sao cái buổi mà nhà trường dạy á, là phải có mặt ở trường để học. Và thậm chí hiện nay có những khu vực giống như là ở trường Công Giang á, là ở khu vực Nông San á, Nông San nếu như bạn ở đó là bạn còn được tặng cả 2 triệu won trên một kỳ, 2 triệu won trên một năm học á, là do là người khu vực đó nó thưa dân á, nên là người ta khuyến khích nếu bạn ở đó là bạn sẽ được tặng cái số tiền đó để chi trả cái tiền ở đó. Thì cái hệ thạc sĩ e-visa này họ không yêu cầu cùng ngành, có nghĩa là ví dụ bạn tốt nghiệp ngành A bây giờ bạn đi học thạc sĩ ngành B cũng vẫn ok, không vấn đề gì hết, không cần phải cùng một ngành mà trái ngành cũng đi được. Và để cho các bạn học sinh, du học sinh có thể học được thì họ sẽ chọn những cái chuyên ngành rất là an toàn, giống như là chuyên ngành Hàn Quốc học, hoặc là chuyên ngành quản trị kinh doanh, hoặc là chuyên ngành du lịch, hoặc là chuyên ngành K-content, có nghĩa là tất cả những kiến thức tổng hợp về làn sóng hàn lưu của Hàn Quốc đó, và những cái content về Hàn Quốc, thì những cái ngành đó là những ngành rất an toàn và dễ dễ học. Cái chương trình này đang là tỷ lệ ra cốt 100%. Bên mình làm 2 kỳ rồi và không rớt một bạn nào hết. Đó, cho tới thời điểm này là Hàn Quốc họ vẫn đang bạn mình ơi cái battery lâu rồi. Nó vẫn đang tạo điều kiện để cho du học sinh đi được ở cái diện visa này, nên là họ đang cho visa 100%. Nên nên là nếu mà mình có những cái đối tượng nào quan tâm chương trình này thì nên cho các bạn đăng ký đi sớm, càng về sau sẽ là càng khó hơn ha. Rồi, hồ sơ cũng vô cùng đơn giản luôn. Hồ sơ cũng vô cùng đơn giản, không kiểm tra về tài chính nhiều này, cũng không phỏng vấn lãnh sự quán luôn, chỉ nộp hồ sơ qua bên kia thôi là xét ra cốt ha. Thì cái bài toán mà hồi nãy anh Chiến hỏi á, là bạn đó học xong như vậy anh chứ, thì mình có thể cho đi dạng dạng này được, tại vì để mà học được topic 4 hoặc topic 5 mà đi thạc sĩ lâu lắm, rất là lâu, nhất là các bạn đã đi làm rồi á và các bạn không có nền tảng về Hàn Quốc học á, để học được topic đó khó lắm, nên là nên cho đi dạng e-visa này. Thì về cái năm trống á, thì mình sẽ có những cách xử lý làm cho bạn có những cái bộ hồ sơ liên tục, nghĩa là sau quá trình đi học thì bạn đi làm cái gì mình liệt kê ra như vậy á, và mình sẽ đi cho cái hệ này. Thì đương nhiên á, là trước khi mà qua Hàn Quốc thì các trường đều phải dạy một khóa
gọi là tiếng Hàn để trang bị kiến thức đó, cho học viên ở trình độ sơ cấp khoảng 240 giờ thôi. Trước khi bay thì học sinh sẽ được học cái khóa này để có thể giao tiếp cơ bản trong cái quá trình mà sau này mình sang Hàn mình sống, học tập và làm việc ở đó. Ba cái ý trong cái phần là E7 là visa dành cho lao động chuyên gia và phải có tay nghề rồi, ra trường rồi thì mới đổi được E7. thì bạn không yêu cầu biết này là có phải là nó học tôi biết được không? Cái thứ hai là không kiểm tra tài chính ở đây có phải là không chứng minh tài chính không? Cái thứ ba đó là dạy học 2 năm này á thì họ sẽ về hay là họ sẽ quay lại có được làm việc tiếp sau khi họ tăng chi ra. Thì cái e-visa này, câu hỏi thứ nhất á, là có yêu cầu topic rồi rồi mới được ra trường không, đúng không? Là đầu ra sẽ là topic 4 hoặc topic 3. Trong 2 năm đó bạn phải học lấy được topic 3 hoặc topic 4 thì bạn mới ra trường được. Và ra trường để làm gì? Ra trường để lấy cái bằng tốt nghiệp đó đổi visa D10 ở lại làm việc. Còn nếu bạn không ra trường được là bạn phải đi về nước. Bởi vì cái mục đích của bạn đi học, bạn không ra trường được thì họ cho hết hạn học thì họ sẽ cho đi về. Có thể là họ sẽ cho bạn gia hạn thêm 6 tháng để bạn lấy được cái chứng chỉ đó, mà nếu 6 tháng đó bạn không lấy được nữa thì bạn phải về nước. Còn nếu mà trong cái thời gian hết 2 năm đó hoặc là tối đa là thêm 6 tháng đó bạn lấy được cái chứng chỉ đó thì coi như bạn được tốt nghiệp và bạn đổi được visa D10 để đi làm giống như cái ban đầu mình giới thiệu. Còn không chứng minh tài chính ở đây có nghĩa là sao? Tức là hồi nãy thầy có hỏi một câu á, theo cô Loan á, là hiện nay du học Hàn Quốc đang khó ở điểm nào, thì cô đánh giá là tiếng Hàn không khó là đúng. Các bạn du học sinh á, khi vào đây học tầm khoảng 5 tháng ai cũng lấy được trình độ, tầm khoảng 5 tháng đến 6 tháng là sẽ lấy được topic 2. Trình độ nó sẽ ở topic 2 bởi vì topic 2 sơ cấp không khó, không hề khó, đúng không ạ? Về tài chính cũng không mắc luôn. Bây giờ một phụ huynh mà chuẩn bị cho con mình khoảng 200 triệu để đi du học một đất nước Hàn Quốc mà đã có 1 năm học phí 6 tháng ký túc xá rồi là nó rẻ chứ không mắc. Nhưng mà cái khó nhất của du học Hàn đó là cái việc chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ nó rất là so với Đức á rất là đơn giản, nhưng mà Hàn thì họ khó, bởi vì Hàn họ dựa trên cái tính nguyên tắc và cái gì cũng phải minh bạch rõ ràng. Và hồ sơ thì đôi khi họ yêu cầu những cái form mẫu mà trên trời dưới biển gì đó. Nói chung là ở Việt Nam và ở Hàn Quốc họ đang không có gặp nhau á. Thì thậm chí mình cũng đã từng tiếp nhiều vị phụ huynh á là nổi giận đùng đùng luôn. Nó ủa gì vậy? Tôi đi Mỹ và tôi còn không phải làm những cái giấy này nữa mà đi Hàn Quốc, mà tại sao phải làm những cái giấy này, thật là vớ vẩn kiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ chịu thôi, tại vì đất nước họ họ quy định phải như vậy họ mới cho vào, họ mới cho nhập cảnh vào thì mình phải theo đúng cái quy định đó. Ví dụ như là cái khó nhất mà hiện nay du học sinh đang bị đó là một cái xác nhận thu nhập. Cái xác nhận thu nhập là gì? Là nếu như bố mẹ của du học sinh là những người làm công nhân viên chức thì mình nói dễ rồi, tại vì đó là có hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội thì dễ rồi ha. Hoặc là làm công ty thì nó có doanh thu nó dễ rồi. Nhưng mà những người mà chỉ làm nông làm vườn á, hoặc là trồng cây thôi, hoặc là bán tạp hóa nhỏ lẻ thì sẽ rất khó để mà xách cái giấy mà mình xin đi lên xã, phải xin xã xác nhận là người này, tôi tên là Nguyễn Văn A, hiện nay tôi đang bán cái này, tôi đang trồng cây này, tổng thu nhập của gia đình tôi hiện nay là được bao nhiêu đây. Thì có nhiều xã họ không chứng, tại vì không có cái gì để tôi xác minh được là anh có cái thu nhập như thế này để tôi chứng cho anh hết. Đây là một cái đang đang bị vướng mắc ở trong cái quá trình làm hồ sơ. Thì không phải chỉ ở miền Nam đâu, miền Bắc miền Trung miền nào cũng bị hết đó. Thì cái cách của mình đôi khi là mình cũng phải thay đổi nhiều cách khác nhau để cho nó phù hợp với lại cái địa phương đó. Có địa phương họ dễ lắm, nếu họ đang có chủ trương là tạo điều kiện cho con em của địa phương mình đi du học đó, họ rất là dễ luôn, ký đẹp đẹp vô luôn. Tại vì cái này là tôi tự khai mà, bản này là bản tự khai và tôi tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của tôi, luôn luôn có cái câu đó ở dưới. Nhưng có nhiều xã họ không chứng, thì đối với những xã không chứng đó, thì mình thì phải nhờ tổ dân phố, nhờ này nhờ kia nữa thì sẽ ra được cái bản đó. Nhưng mà cái đây là cái mà đang bị vướng mắc. Thì ở cái e-visa thạc sĩ này á, nó hay một cái là nó không đòi cái giấy này, bạn chỉ cần có sổ tiết kiệm là được. Đó là cái cuốn sổ tiết kiệm khoảng 16 triệu won, sổ tiết kiệm Việt Nam, sổ tiết kiệm ở Hàn Quốc là được. Nhưng mà ví dụ như cái sổ tiết kiệm này họ không quy định là bạn phải gửi vào đó và đóng chết ở đó 1 năm hay 6 tháng gì hết, khi ra visa là mình rút tiền ra được. Thì cái chỗ này nó đang có lợi thế về hồ sơ nha. Cũng có những trường họ bắt là phải làm xác nhận thu nhập chứ không phải không, nhưng mà đa số là các trường họ không bắt làm, những trường e-visa thôi nha. Còn D4 là phải làm nha mọi người, Thì có cọc đúng tốn tùy trường nha. Có trường có bắt cọc trúng trốn, có trường không. tầm bao nhiêu Nếu mà cọc trúng trốn thì thường là các trường sẽ yêu cầu tầm khoảng 2.000. Dạ, không? đúng không? 2.000 hoặc 3.000 đô tùy trường nha. Nếu trường hợp này mà 2 năm sau họ quay về thì họ quay lại được không? Thì họ đổi visa luôn cho họ quay về làm chi nữa đâu anh. Nhưng mà một khi mà đã học không lấy được bằng á thì về thì chắc khó quay lại lắm, tại vì họ đã bị fail trong cái việc đi du học á. Hàn Quốc họ sẽ đánh giá như vậy. Nhưng mà nếu họ đi về hợp pháp á, nghĩa là hết thời hạn vẫn đi về, thì họ có thể qua Hàn Quốc theo cái hình thức du lịch. Có nghĩa là vẫn có thể được quay trở lại Hàn Quốc, nhưng mà không phải là du học nữa, tại vì họ không có đủ cái tiêu chuẩn.
Tại vì anh đi du học cái mà hiện nay đang là thạc sĩ mà anh không hoàn thành được, thì bây giờ trừ khi á là anh xin được nhập học hệ thạc sĩ của một trường khác thì sẽ tiếp tục được đi. Nhưng mà liệu cái trường đó họ có nhận bạn hay không mình chưa biết, tại vì họ có lưu ở trên lịch sử hệ thống các trường á, họ biết bạn đã từng đi du học hệ thạc sĩ ở cái trường đó và không đủ điều kiện để tốt nghiệp, thì liệu bạn vào trường tôi bạn có khả năng học được hay không, nên là không biết được là cái trường kia có nhận bạn đó hay không đó. Thì khả năng đậu cao là khả năng mà đã trường kiếm việc cao không? Cho trường kiếm việc cao thì hình như hồi nãy nói nếu như bạn bạn tìm những cái công việc mà hiện nay nó đang là ngành công nghiệp gốc nè, hoặc những ngành mà thiếu nhân lực á, như là về y tế điều dưỡng nè đó, những ngành công nghiệp gốc nè, thì là sẽ dễ kiếm việc làm, tại vì bạn đang đang vẫn là nhân lực chất lượng cao mà. Nếu mà không không đậu nữa mà rớt thì quay lại thì tiếp tục là chắc là phải 5-6 tháng luôn rồi. Thực ra thì đi về nước thôi, đi về nước rồi một thời gian là du lịch, nhưng mà du lịch thì bạn cũng phải đi về theo quy định á, phải hợp pháp chứ bạn đâu có ở được ở đó lâu đâu. Nếu bạn xin đi du lịch thì bạn phải ở đó, ở chỉ được ở đó đi chơi một chuyến tối đa 30 ngày thôi là phải về. Còn nếu mà bạn ở quá thì bạn trở thành người bất hợp pháp. Thì có đoạn như thế là 5 năm hết quên yeah. Visa multi là visa đại đô thị, là Cái dành gì đó visa multi, người ta gọi là multi đại đô thị, thì trong vòng 5 năm bạn được đi qua đi lại nhiều lần, nhưng mà mỗi lần chỉ tối đa được 30 ngày thôi. Đó. Thì lúc này cái bạn du học sinh đó, như hồi nãy em nói nha, là tôi không hoàn thành được chương trình thạc sĩ của trường A, thì liệu tôi có cơ hội để đi lại hay không? Thì cái cơ hội này á bạn phải vượt qua tới hai vòng luận. Một đó là liệu có trường khác chấp nhận nhận bạn không, tại vì bạn đã từng đi học và bạn không có vượt qua được, thì liệu bây giờ một trường khác có nhận bạn vào không, và sau khi trường nó nhận rồi thì lãnh sự có muốn cấp visa cho bạn hay không. Thì lãnh sự tất cả mọi thứ nó đều thể hiện ở trên cái hệ thống quản lý của cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc á, là khi mà chỉ cần gõ số hộ chiếu của bạn lên là nó sẽ hiện thấy lịch sử của bạn hết luôn, là 2 năm trước bạn đi học này nè, rồi bạn về đó bạn chưa tốt nghiệp được, thì nếu như mà vẫn có thư mời thì vẫn có thể xem xét đó. Cái việc mà để đi xin một trường khác thì có lẽ là mình nghĩ là vẫn có khả năng xin được, nếu bạn trình bày được một cái bản giải trình á tại sao mà bạn không thể tốt nghiệp được trong cái thời gian trước, và động lực nào mà bây giờ bạn lại tiếp tục đi xin học. Nếu bạn nói được cái đó thực sự thuyết phục thì có thể trường sẽ cho bạn cơ hội để đi học tiếp. Nhưng mà thường là khi mà đã qua bên đây học rồi thì cái việc lấy topic 3 nó không khó. Đối với những anh chị mà đi học thạc sĩ á, topic 3 không khó đâu, và học hết môn là tốt nghiệp được thôi, nên là mình nghĩ là chắc cái tỷ lệ mà không ra trường được chắc cũng không biết, không đến nỗi tôi có ba đầu bốn ra, ba hoặc bốn tùy trường nha, có trường người ta chỉ cần ba thôi, có trường cần bốn. Dạ, nhất là cái chương trình e-visa thì họ biết là không yêu cầu topic á, nên là về cái điều kiện đầu ra thì nó thoáng hơn so với chương trình thạc sĩ bình thường nhiều hơn á. Rồi mình tiếp tục so sánh về nhược điểm của các cái hệ này, ưu nhược điểm ha. Đối với hệ D41 là hệ tiếng á, thì là học sinh chỉ cần học tối thiểu 3 tháng tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam và không yêu cầu một cái chứng chỉ gì hết. Chỉ cần là mình nói được cơ bản, nói được giao tiếp để có thể đi phỏng vấn ở lãnh sự quán. Còn nếu mình đóng băng là mình cũng không cần phỏng vấn luôn. Đó là thời gian đi rất là nhanh. Và cái đối tượng đi thì là như hồi nãy cô Loan cũng có phân tích, thường sẽ là học sinh tốt nghiệp lớp 12 hoặc vừa tốt nghiệp cao đẳng vừa tốt nghiệp đại học. Ra trường xong đi luôn thì đi rất là nhanh. Và một năm á, thì các bạn sẽ tuyển sinh được nhiều kỳ, tới 4 kỳ lận, một năm tới 4 kỳ lận. Đó, nên là cứ tuyển liên tiếp liên tiếp. Ví dụ như bên Duy Tân hiện nay đã có những hồ sơ vào tháng 9 năm 2025 hoặc là tháng 6 năm 2025, thì là các bạn đã đăng ký và để được chăm sóc và để được hướng dẫn từ từ và để được đào tạo tiếng Hàn cho đến tháng 6 năm sau là đi. Đó, đến hiện nay là đang làm cho các bạn tháng 12 và đang đào tạo các bạn tháng 3, nhưng đã có những cái nhóm để chăm sóc cho các bạn tháng 6 và tháng 9 luôn. Đó, thì các bạn phải nói chung là đây là một cái hệ mà giúp cho mình có được cái doanh số cũng như là cái khách hàng tốt nhất. Đó. Đây cái không phải là nhược điểm mà gọi là cái lưu ý của chương trình này á, là phải học tốt chương trình ngôn ngữ này, và sau 1 đến 2 năm này phải bắt buộc là phải lấy được cái topic 2 hoặc 3 để chuyển lên chuyên ngành. Nếu mà học yếu yếu á mà chỉ lấy được topic 2 thôi thì lên cao đẳng. Mà học khá khá được chút lấy được topic 3 thì mình lên đại học. Đó, và chỉ được làm thêm hợp pháp sau 6 tháng nhập cảnh vào Hàn Quốc. Có nghĩa là chính phủ Hàn Quốc quy định á, nếu bạn không có một cái topic gì lận lưng á thì phải 6 tháng sau khi nhập cảnh bạn mới được đi làm. Còn nếu như bạn đã có một cái topic để lận lưng rồi, là topic 2 hoặc topic 3, đặc biệt là topic 3, thì bạn nhập cảnh một cái là bạn có thể đăng ký đi làm thêm luôn. Nên cái việc học tiếng Hàn đó rất là lợi thế cho bạn học học sinh. Và một cái điểm trừ nữa là thường là chương trình tiếng không có học bổng. Thì các trường tiếng nó chỉ là một cái gọi là hoạt động dạy dự bị đại học thôi, nó không phải là những chương trình chuyên ngành chính thức đó, nên họ sẽ không cho học bổng. Rồi đối với chương trình D2 là cao đẳng, D21 là cao đẳng hoặc D2 hay là đại học á, thì cái điểm mà lợi thế là gì, là được làm thêm hợp pháp ngay sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc với mức lương tương đối là tốt ha. Rồi tiết kiệm chi phí và thời gian hơn diện D41 do học sinh đã có topic trước khi xuất cảnh. Thì hiện nay mình cũng tiếp rất là nhiều học viên họ có một cái kế hoạch dài dài hơi á, nhất là những em học sinh bây giờ mới đang học lớp 12
Nhưng mà các bạn đó chọn đúng một con đường duy nhất là đi du học Hàn Quốc thôi, thì các bạn đang học tiếng Hàn ngay tại thời điểm bây giờ là mấy bạn sẽ học online hoặc là học những cái trung tâm mà tại địa phương của các bạn á, thì cái khoảng thời gian nó khá là dài á, tới tháng 7 năm sau mới tốt nghiệp, mà bây giờ mới là tháng 12 thôi, thì các bạn có gần một năm, và tự tin là đến khi mà tốt nghiệp rồi thì các bạn có thể thi được Topic 3, nên là Topic 3 một cái là đi vô chuyên ngành luôn, không cần phải trải qua một năm học tiếng nữa. Thì mình thấy cũng có nhiều bạn đang có cái định hướng lâu dài như vậy. Tại khi lấy được topic 3 rồi thì lúc này là vào chuyên ngành và có học bổng luôn, thì cái khoản tiền mà bạn phải chi ra để đi du học nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với việc mà đi học tiếng. Nhưng mà cái này chỉ dành cho những bạn nào thực sự quyết tâm thôi. Còn một khi mà các bạn đang học lớp 12 với cái lượng mà bài vở ở trên lớp á, nó nặng như vậy á, mà kèm thêm học tiếng Hàn nữa, thì cái việc mà lấy được topic 3 không phải ai cũng làm được. Rồi đây, cái điểm trừ đó là việc học và thi topic tại Việt Nam không phải là dễ dàng đối với đại đa số học sinh. Đó. Và chương trình du học chuyên ngành thì phù hợp với các học sinh có đam mê hoặc là có chuyên về tiếng Hàn, có năng khiếu ngôn ngữ, thì các bạn sẽ đi chuyên ngành luôn được, còn không là cũng rất là khó đạt được cái điều này. Và chưa kể là kỳ thi topic á, là nó là một cái kỳ thi quốc tế, một năm nó chỉ có khoảng 3 đến 4 lần thôi. Nếu các bạn để miss cái kỳ thi đó, nghĩa là bị bỏ qua cái kỳ thi đó, thì phải chờ rất là lâu mới được đăng ký vào kỳ thi tiếp theo. Rồi chương trình D23 là chương trình thạc sĩ thì nó có rất là nhiều học bổng. 50% học phí chuyên ngành kỳ đầu tiên, rồi các kỳ sau thì sẽ xét học bổng dựa trên trình độ tiếng Hàn và điểm trung bình của kỳ trước, là coi như là vô số học bổng luôn. Cứ miễn là học tốt tiếng Hàn và học tốt cái học kỳ trước là bạn sẽ có học bổng. Thời gian học ít lắm, thì thường á trung bình thì một trong 2 năm như vậy thì mỗi tuần các bạn học chỉ khoảng 2 buổi, 2 ngày, hoặc là có trường là dồn vào hai thành một ngày học 2 buổi thôi. Đó. Và được đi làm thêm hợp pháp ngay sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc với mức lương tương đối tốt. Hiện nay lương ở bên Hàn đó là khoảng mức lương của bộ quy định là khoảng xấp xỉ là 9.800 hoặc 10.000, quên, thì đổi ra tiền Việt khoảng gần 200.000 tiền Việt Nam trên 1 giờ làm việc. Và các bạn du học sinh á, là mặc dù có quy định nhưng mà các bạn sẽ làm nhiều hơn so với quy định. Các bạn làm những cái ngành nghề mà nó như là phục vụ quán này, hay là bán hàng siêu thị tiện lợi này, hoặc là làm giao hàng á, bên Hàn Quốc họ cũng shopping online nhiều này, hoặc là đi phục vụ quán ăn này, đó, những cái ngành đó họ sẽ trả lương theo giờ, và rất là dễ cho du học sinh đi làm buổi tối rồi ban ngày đi học đó. Vậy thì cái điểm khó khăn của cái chương trình thạc sĩ là các bạn nó cũng phải trang bị tiếng tiếng Hàn là tương đương là topic 3, và điều kiện đầu ra là topic 4. Do đó ngoài cái thời gian học chuyên ngành và làm thêm thì học sinh cần phải tập trung trau dồi tiếng 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 Hàn. Tại vì nếu như bạn không biết tiếng Hàn đó mà bạn đi vô cái lớp chuyên ngành ngồi nó rất khó chịu luôn. Bởi vì người ta nói cái gì mình không hiểu. Nên là các bạn học chuyên ngành là phải sẵn sàng đối mặt với cái việc là mình phải tập trung học tiếng một chút. Nó giống như là cái bùa hộ mệnh cho mình vậy á. Còn chương trình D26 thì chương trình này nếu như các bạn không làm ở trong các trường thì cũng khó để triển khai, bởi vì đối tượng là sinh viên của các trường đại học có ký kết trao đổi giữa 2 trường với nhau. Những chương trình này thì ưu điểm của nó là gần như không có trường hợp rớt, bởi vì do 2 trường giới thiệu với nhau nên là chắc chắn là bạn học sinh sinh viên nó sẽ được nhận. Rồi cái hồ sơ thì cũng đơn giản, chi phí thì cũng khá là tiết kiệm, rồi và rất nhiều nhiều học bổng. Một khi là trường A ký kết với trường trường A bên Hàn ký kết với trường B bên Việt Nam, thì bao giờ song song với cái việc ký kết đó cũng là cho học bổng. Bạn giới thiệu sinh viên của bạn qua trường tôi học thì tôi sẽ cho học bổng bán phần hoặc là toàn phần, nên chương trình này đi rất là rẻ, nhưng có điều là nó kén đối tượng, nó phải là các sinh viên của các trường mới được thôi, và 2 trường này phải ký kết MOU thì mới đi được chương trình này. Tại trong cái bộ hồ sơ khi nộp đó, lãnh sự quán nó phải kẹp cái MOU là cái thỏa thuận liên kết hợp tác đào tạo, thì ở bên lãnh sự quán họ mới cho cái bộ hồ sơ này là hợp lệ. Rồi về công việc làm thêm ở Hàn ấy, thì ở Hàn Quốc như hồi nãy mình cũng nói là được đăng ký đi làm khi có topic nè. Rồi khi đó thì bạn sẽ đăng ký tại cục xuất nhập cảnh của địa phương nè, bạn sẽ lên cái trang website và bạn khai khai thông tin của mình là tên tuổi, ngày tháng năm sinh, là số hộ chiếu bao nhiêu, rồi đang là học sinh trường nào, đang cư trú ở đâu đó, và khai tất cả những cái đó, và lương cơ bản là như thế này. Khoảng 10.000, quên, và khi bạn đã khai và đăng ký trên cục rồi ấy, mà chủ trả lương thì lúc này bạn cái người lao động sẽ phải trừ thuế. Nên là mình thấy thường du học sinh Việt Nam họ sẽ có 2 loại tài khoản khác nhau. Một loại tài khoản là để nhận lương hợp pháp, và cái tài khoản này mỗi lần mà cục xuất nhập cảnh yêu cầu là phải nộp giấy xác nhận số dư trong thời gian mà ở bên Hàn á, thì có tài khoản phải nộp giấy xác nhận số dư á, thì sẽ lấy cái tài khoản hợp pháp này. Ngoài ra thì những cái khoản mà bạn đi làm thêm về cái công việc tay chân, hoặc là được trả tiền mặt, hoặc là làm cái gì đó có thể kiếm tiền ngoài đó ra, thì sẽ bỏ vào một cái tài khoản thứ hai ha. Topic càng cao thì thời gian làm việc trong tuần được càng nhiều hơn. Một số công việc như là phục vụ nhà hàng này, siêu thị, giao hàng, đóng gói, nấu ăn, hay là biên phiên dịch, vân vân. Thu nhập trung bình của một bạn du học sinh từ tầm khoảng 23 đến 40 triệu, có bạn nhiều hơn. Có những bạn du học sinh mà mình thấy là làm tầm khoảng được 1 triệu mấy một tuần á, 1 triệu mấy quên một tuần á, là một tháng các bạn kiếm được tầm khoảng 80 đến 100 triệu. Đó là thời gian làm việc khá nhiều, nhất là những bạn du học sinh thạc sĩ là một tuần đi học có 1 buổi à, còn 6 buổi còn lại đi làm.
full ngày như vậy á thì cái mức lương nó rất là cao. Rồi mình sẽ nói một chút về cái quy trình hồ sơ ha. Thì cái quy trình để mà nộp hồ sơ đi du học Hàn thì như hồi nãy mình đánh giá là một trong những phần khó của du học Hàn Quốc. Thì cái hồ sơ cơ bản nó sẽ bao gồm hồ sơ về nhân thân, hồ sơ về học vấn, hồ sơ về tài chính vân vân để đăng ký nhập học. Mình đăng ký nhập học xong thì trường sẽ hẹn cái lịch phỏng vấn, thường là các trường sẽ phỏng vấn online. Nội dung phỏng vấn thì sẽ là giới thiệu về bản thân của em, rồi em biết gì về trường của tôi, rồi vì sao mà em chọn trường của tôi mà không phải là trường khác, rồi em muốn học chuyên ngành gì, kế hoạch mơ ước tương lai của em là gì. Thì ở Hàn Quốc họ cũng thiên về một phần về yếu tố cảm tính, và họ đánh giá những bạn học sinh có nề nếp, có kỷ luật và lễ độ. Về thái độ rất là lớn nha, nếu mà bạn có thể tiếng Hàn hơi yếu một chút nhưng mà học sinh có sự chuẩn bị tác phong nghiêm túc và lễ phép là họ vẫn có thể cho qua. Họ thích khi một bạn học sinh mà ngoan á, gọi là ngoan mà lễ phép á, nên là khi mà các bạn có học sinh thì nên 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 dặn các em chuẩn bị cái vấn đề này. Và sau khi phỏng vấn với trường xong rồi á là mình phải nộp cái bộ hồ sơ gốc sang trường. Trường nhận được cái bộ hồ sơ này thì họ sẽ phát hành cái hóa đơn đóng tiền học, hóa đơn thông báo tiền học ha. Rồi mình đóng tiền xong là họ phát hành cho mình giấy báo nhập học. Chỉ khi bạn có giấy báo nhập học này thì bạn mới đủ điều kiện để đi đi xin visa tại lãnh sự quán. Đó. Mà cái bộ hồ sơ mà không có giấy báo nhập học như không không làm được gì hết ha. Rồi mình sẽ nói một chút về thành phần hồ sơ, thì mình sẽ chia thành bốn nhóm cơ bản. Hồ sơ sẽ chia thành bốn nhóm cơ bản ha. Một bạn du học sinh phải chuẩn bị đầu tiên và trên hết bao giờ cũng là năng lực học tập, là bạn đó phải tốt nghiệp trung học phổ thông tối thiểu luôn nha. Đó. Và khi mà bạn làm hồ sơ đi du học thì bạn phải nộp bằng cấp cao nhất, thì bao gồm là bằng và học bạ nếu là phổ thông, còn nếu là đại học thì là bằng và bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm. Rồi hai nữa là chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, thì cái này có hoặc là không có tùy thuộc vào chương trình bạn đi. Và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đối với du học Hàn thì họ công nhận ba loại, thứ nhất là TOEIC là chứng chỉ quốc tế, thứ hai là Sejong là chứng chỉ quốc gia. Thì Sejong á là một cái học viện rất là uy tín ở bên Hàn Quốc, thì họ mở các chi nhánh giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh và họ trực tiếp giảng dạy không ủy quyền cho bất kỳ một ai, nên cái chứng chỉ này cũng có giá trị rất là tốt. Và ba nữa là chứng chỉ CLAP, là các bạn có thể học bất kỳ ở đâu cũng được nhưng mà tham gia vào một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn của tổ chức này, thì là ba cái loại này sẽ được lãnh sự quán hoặc đại sứ quán chấp nhận, và theo cái mức độ ưu tiên như này, ưu tiên nhất luôn luôn là TOEIC, sau đó đến Sejong và đến CLAP. Cái nhóm hồ sơ thứ hai cần phải chuẩn bị đó là quan hệ nhân thân. Quan hệ nhân thân với người bảo lãnh mình nha, là bao gồm khai sinh, ví dụ như bố mẹ là người bảo lãnh mình thì bạn phải nộp cái giấy khai sinh xem bạn có đúng là con của hai người đó không, xác nhận thông tin cư trú xem bạn có đang ở cùng với họ hay không, rồi căn cước công dân để chứng minh cái mối quan hệ cha mẹ con cái trực hệ với họ đó. Rồi cái nhóm số 3 sẽ là nhóm về năng lực tài chính. Thì năng lực tài chính gồm cái gì? Một là nghề nghiệp và thu nhập của người đứng ra bảo lãnh cho bạn. Thì cái nghề nghiệp đó sẽ bao gồm là hợp đồng lao động nè, bảng lương nè, giấy phép kinh doanh nè, giấy đóng thuế nè, rồi sao kê ngân hàng nè, vân 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 vân, tất cả những cái giúp cho bạn chứng minh được là bạn có đủ tiền để lo cho con bạn đi học ha. Rồi tiếp theo là cam kết bảo lãnh, thì cái này cũng cũng là một cái form mẫu thôi, bạn phải đi ra ủy ban nhân dân xã phường nơi bạn cư trú để bạn ký vào một cái giấy cam kết tôi sẽ bảo lãnh cho con tôi và chịu trách nhiệm về con tôi trong quá trình bạn con tôi học ở Hàn Quốc, và sẽ có cái trách nhiệm là khuyên bảo bạn đó là sẽ phải chấp nhận chấp thuận gọi là mọi quy định của đất nước Hàn Quốc gì đó. Thì cái bản này nó sẽ có cái form sẵn ha. Rồi về cái năng lực tài chính thì một cái rất quan trọng đó là sổ tiết kiệm ngân hàng. Đây là cái thành phần bắt buộc ha. Cái sổ tiết kiệm ngân hàng này ấy, thì đối với hệ D4 thì sổ này sẽ là 8 đến 10 triệu won tùy khu vực. Nếu khu vực ở trung tâm thì bạn phải nộp 10 triệu, còn đối với khu vực ở ngoại thành thì nộp 8 triệu, quy ra tiền Việt Nam thôi. Sổ này là sổ Việt Nam cũng được, và sổ này phải tồn tại trước 6 tháng. Đối với D4 là phải mở trước 6 tháng. Tồn tại trước 6 tháng nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ bạn đi du học tháng 12 thì thời điểm ngày mùng 1 tháng 11 bạn đi nộp hồ sơ đúng không? Thì cuốn sổ này phải được mở muộn nhất là ngày mùng 1 tháng 5, nghĩa là lùi về đó trước 6 tháng. Đối với hệ D2 thì quyển sổ này phải được mở lùi trước đó 3 tháng. Ví dụ ngày mùng 1 tháng 9 bạn cho đi hệ chuyên ngành thì quyển sổ này phải được mở từ khoảng mùng 1 tháng 5 hoặc mùng 1 tháng 6. Nói chung là mình đếm sao mà phải được 3 tháng đếm ngược lại ha. Và cái nhóm tiếp theo nữa là nhóm tài sản mà gia đình mình đang sở hữu để giúp cho mình minh chứng được về cái sự vững mạnh về kinh tế của gia đình, là như là giấy tờ sở hữu nhà cửa nè, giấy tờ đất nè, giấy tờ nhà nè, đất đai, xe cộ, ví dụ cà vẹt xe hoặc là tàu thuyền gì đó, mình có một cái tài sản nào đó cố định đảm bảo thì là mình nộp hết vào để mình minh chứng là gia đình mình có rất nhiều phương tiện để có thể là tăng cái dòng tiền của gia đình ha.
Rồi các loại giấy tờ khác cần là thư mời của trường nè, rồi giấy phép kinh doanh của trường nè. Cái trường này phải là một trường kinh doanh hợp pháp thì mới được. Còn cái trường ở bên Hàn Quốc mà không có giấy phép kinh doanh thì Hàn Quốc cũng không có chấp nhận cấp visa. Rồi giấy khám sức khỏe nè. Ở bên Hàn Quốc thì họ đặc biệt lưu ý về vấn đề là không cấp visa cho người mắc bệnh lao nha. Thì mình phải đi khám sức khỏe và chỉ được khám ở hai bệnh viện do lãnh sự quán và đại sứ quán Hàn Quốc chỉ định thôi, chứ không phải là bệnh viện nào cũng được. Nhất là những bệnh viện tuyến huyện đó là không được đâu, chỉ được những cái bệnh viện mà lãnh sự quán chỉ định thôi. Và cái bộ sức khỏe này á, thì thường là mình ra cái chỗ đó là người ta cũng biết rồi, người ta cũng, du học sinh khám cũng nhiều nên người ta cũng quen. Nhưng mà giấy này thì phải có chụp X-quang cái phổi của du học sinh. Rồi và giấy tờ bảo lãnh của người Hàn, cái này thì tùy trường ha. Ví dụ có một trường Kwangun á, ở Hàn Quốc có một trường Kwangun thì là bạn muốn đi trường này á, thì phải có một người Hàn đứng ra bảo lãnh cho bạn thì cái trường này mới nhận, chứ không phải là du học sinh nào cũng có thể đi được. Thì cái này tùy trường, trường yêu cầu trường không nhé. Rồi, mình sẽ nói kỹ hơn một chút về cái hồ sơ yêu cầu về năng lực học tập để cho những bạn sau này làm cái này, khi tư vấn học sinh á là cũng rất là cần luôn ha. Ví dụ như bạn học sinh đó là em muốn đi du học Hàn mà hỏi ra em chưa có tốt nghiệp lớp 12 là không được rồi, thua rồi, không chấp nhận hệ 9 cộng nè. Những bạn mà học hết lớp 9 xong mà nhảy vô học nghề là không đi du học Hàn được, chỉ có thể đi theo cái con đường xuất khẩu lao động thôi. Hoặc là điểm trung bình là 5.9 thì rất là ít lựa chọn luôn, thường là các trường khó nhận lắm. Bạn nhận những bộ hồ sơ đó vào á, sau này á, là nó khó khăn cho mình á, trong quá trình xin trường cho học sinh á. Hiện nay Hàn Quốc đã chấp nhận là sử dụng bằng tốt nghiệp tạm thời ha. Các bạn du học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 ra mà chưa chưa có bằng tốt nghiệp chính thức thì có thể dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để đi nộp. Rồi, bằng cấp thì phải được giới thiệu chữ ký của hiệu trưởng tại hệ thống sở ngoại vụ các tỉnh thành. Có nghĩa là sao? Ví dụ như có những trường mà hiệu trưởng ký ở trên cái giấy giấy tốt nghiệp á, hoặc là ký ở trên cái học bạ, nhưng mà cái người hiệu trưởng này chưa có tên trong hệ thống hồ sơ ngoại vụ thì hồ sơ không hoàn thành được. Cái này là một trong những cái đối với có một số bạn học sinh rất là khó khăn do học ở những cái trường mà bây giờ trường nó giải thể rồi thì rất khó khăn và nhiêu khê. Thì những trường hợp này khi mà nhận hồ sơ thì mình phải báo trước là có thể sẽ phát sinh chi phí vì đi làm cái này rất là nhiêu khê luôn và mất nhiều thời gian nữa. Rồi yêu cầu là bắt buộc phải được dán tem nè, trên cái bộ hồ sơ là phải được dán tem ngoại vụ, dán tem hợp pháp hóa lãnh sự, là nó qua hai hai ba bước để người ta kiểm tra xem hồ sơ này có hợp pháp hay không hay là hồ sơ giả gì đó, là người ta kiểm tra rất là kỹ. Rồi số ngày nghỉ thì là quá nhiều sẽ là bất lợi ha. Phải có hồ sơ giải trình giống như mình nói, hồ sơ bệnh án hay là lý do làm sao đó mà ngày xưa mình nghỉ học thì phải được hiệu cô chủ nhiệm hay là hiệu trưởng đóng dấu xác nhận vào ha. Rồi học bạ thì tuyệt đối không được tẩy xóa, nếu có xóa bất kỳ một cái chỗ nào trên học bạ là phải nhờ nhà trường đóng mộc treo lên đây, chứ nếu không là hồ sơ bị trả về. Thì bạn phải xem kỹ ngay từ đầu, chứ nếu không bạn đem dịch thuật rồi đem dán dấu hết xong rồi đem nộp vào trong lãnh sự người ta trả ra lại phải làm lại từ đầu và tốn tiền gấp đôi ha. Rồi chứng chỉ topic thì luôn luôn là lợi thế để cân bằng điểm yếu về hồ sơ, như hồi nãy em có trả lời cho anh Chiến á, nếu mà trường hợp hồ sơ yếu một chút xíu, ví dụ chỗ này là 6.0 nhưng mà có cái topic 2 dùng cái là người ta rất welcome luôn, hoặc là có topic 3 nữa là ok sẽ xét cho bạn là ngoại lệ ha. Rồi về quan hệ nhân thân thì khi làm hồ sơ bây giờ lãnh sự quán yêu cầu là họ không dùng giấy khai sinh bản gốc đi sao y đi photo ra nữa, mà bắt buộc phải trích lục bản sao với mẫu màu hồng á, để nhằm hạn chế cái gian lận về cái nhân thân. Có nhiều bạn học sinh mà có bố mẹ đã từng đi bất hợp pháp á, xong họ sẽ làm cách là họ chỉnh sửa khai sinh luôn. Thì bây giờ để ngăn chặn việc này họ bắt phải đi vô trong ủy ban á, trích lục cái bản sao mà có cái màu hồng mới được nha. Rồi xác nhận cư trú là phải đúng theo quy cách luôn, là phải ghi rõ luôn bạn tạm trú, bạn thường trú tại thời tại cái địa chỉ đó từ thời điểm nào. Lưu ý là ví dụ như muốn nộp hồ sơ ở thành phố Hồ Chí Minh á, là bạn phải tạm trú ở đây ít nhất một năm trở lên thì mới được nộp ở đây. Còn nếu không thì bạn học ở đâu thì bạn đi về đó bạn, hoặc là cái địa phương bạn sinh sống ở đâu bạn đi về cái lãnh sự quán ở khu vực đó mà nộp. Ví dụ như bạn là quê bạn ở Thái Nguyên cơ, nhưng mà bạn vào Sài Gòn này bạn sống mới được có chia 11 tháng thôi thì bạn buộc phải ra đại sứ quán ở ngoài Hà Nội để nộp, chứ không được nộp trong này. Đó. Mà cái thời gian bạn sinh sống ở trong này á cũng phải là được đi đăng ký tạm trú ở công an nha, chứ không phải là tôi nói tôi vào đây 11, 12 năm, 12 tháng rồi nhưng mà tôi không đăng ký cũng không được, không ai xác nhận cho mình điều đó ha. Thì trên cái xác nhận thông tin cư trú của công an này nó sẽ thể hiện cái dòng chữ đó, là ví dụ ông Nguyễn Văn A là đã tạm trú tại địa chỉ này từ bao giờ, người ta đếm ngược lại đúng một năm thì người ta mới cho nộp vào lãnh sự quán, còn không được một năm là phải đi ra cái nơi mà bạn thường trú. Cha mẹ con phải cùng trên một địa chỉ thường trú, có nghĩa là trong cái xác nhận thông tin cư trú này nó sẽ thể hiện hết tất cả thông tin của người thân trong gia đình mình luôn. Nếu như một trong hai, ví dụ bố với mẹ bạn không cùng nằm trên một mẫu giấy này thì phải bổ sung thêm hồ sơ giải trình, ví dụ như hai người ly hôn rồi nên mới ở riêng đúng không, thì phải có giấy quyết định ly hôn vô đây đó, là sẽ trong cái quá trình làm hồ sơ thì bộ phận hồ sơ sẽ hướng dẫn ha. Rồi, ví dụ như căn cước công dân của cha mẹ con là phải được sao y trên một mặt giấy A4 mà không được cắt xén. Ví dụ như cái này có nhiều phụ huynh là rất là khó chịu luôn, là nói ủa tôi sao kiểu gì thì cũng là sao thôi, bắt bớ gì phải là A4 đi chẳng hạn.
Nhưng mà lãnh sự họ quy định vì họ cũng có lý do để cho bộ phận hành chính họ chạy vào hồ sơ Ken đó, lúc mà Ken nó được dễ dàng hơn nên là họ đã quy định rồi. Nếu mà không làm theo thì khi nộp hồ sơ và họ trả ra họ bắt bổ sung, và cái thời gian cho bổ sung quy định đúng 3 ngày. Nếu 3 ngày bạn không nộp vào nghĩa là hồ sơ bạn có thể bị đánh trượt ha. Rồi, cái người mà có thể đứng ra bảo lãnh cho mình á, thì phải luôn luôn ưu tiên trực hệ là cha mẹ trước là số 1, sau đó không còn cha mẹ thì mới đến ông bà, rồi không còn ông bà nữa thì mới đến anh chị em ruột, rồi cô dì chú bác gì đó. Thì những cái trường hợp này là pháp lý rất là yếu, vì lãnh sự họ cũng đánh giá là những cái người này họ còn phải phải lo cho gia đình của họ nữa, nên là tuy là yếu nhưng mà nếu mà biết cách làm hồ sơ thì cũng vẫn có thể bảo lãnh được. Rồi còn cái nhóm hồ sơ về năng lực tài chính á, thì về nghề nghiệp á, thì có hợp đồng lao động này, lương, giấy phép kinh doanh, thuế, có cam kết bảo lãnh, có sổ tiết kiệm ngân hàng, có tài sản khác. Hồi nãy mình cũng nói rồi ha, ở đây có một cái ghi chú là thu nhập sẽ đếm theo số con phụ thuộc trong gia đình. Này khi mà làm hồ sơ thì cũng phải lưu ý, ví dụ gia đình bạn á, mà có 5 người con thì cái mức thu nhập nó phải nhiều, còn gia đình bạn chỉ có 2 người hoặc là 1 người con để đi du học thì cái mức thu nhập nó có thể thấp hơn một chút. Cái gia đình mà có 5 6 người con đi du học mà thu nhập chỉ có bao nhiêu đó thì họ sẽ đánh là tài chính gia đình bạn yếu, không đủ cái tài chính để lo cho con đi du học, nên cũng có khả năng trượt visa luôn ha. Rồi sổ chủ quyền nhà đất hiện nay là phải được sao y ở Ủy ban nhân dân xã, không chấp nhận văn phòng công chứng, tại vì có nhiều trường hợp là giấy tờ nhà đất đã bị cầm cố trong ngân hàng nhưng vẫn có thể mượn ra để đi sao y công chứng ở văn phòng công chứng, nên là họ chặn ở chỗ này là chỉ được sao y ở Ủy ban nhân xã thôi đó. Ở đây là cái giai đoạn và cái quy trình đóng tiền của một du học sinh tại Duy Tân, thì cũng giới thiệu để cho các bạn có thể tham khảo. Giai đoạn 1 là giai đoạn triển khai thực hiện, thì cái giai đoạn này thường các bạn phải đi tuyển sinh trước cái kỳ nhập học tầm 5 đến 6 tháng đó, thì sẽ đóng tiền đợt 1 là tiền đầu vào, có thể sẽ là đặt cọc chương trình là khoảng 5 triệu đặt cọc thôi, còn bạn nào có thể chốt được cái số tiền tốt hơn, cao hơn thì tốt hơn để cho mình có sự đảm bảo hơn. Thì trong cái giai đoạn 1 này mình làm những cái công việc gì nè, là mình đào tạo tiếng Hàn nè, luyện phỏng vấn cho bạn nè, rồi hướng dẫn làm các cái form mẫu để chuẩn bị hồ sơ nè, rồi dịch thuật công chứng xin dấu hồ sơ để nộp cho trường ha. Bước vào giai đoạn số 2 là giai đoạn chuẩn bị phỏng vấn trường, thì giai đoạn này sẽ trước ngày nhập học khoảng 2 tháng. Giống như họ bạn Huy nãy hỏi, ví dụ đi kỳ tháng 3 thì giờ còn kịp không á? Vẫn kịp ha. Khoảng tầm cuối tháng 11, từ giờ đến cuối tháng 11 là phải cấp tập làm xong hồ sơ luôn để bắt đầu nộp cho các trường. Đó. Thì giai đoạn này sau khi mình có hồ sơ rồi mình sẽ nộp cái bản Ken cho trường trước, rồi hẹn cái ngày phỏng vấn với trường. Phỏng vấn xong rồi ok, trường nhận bạn đó thì trường sẽ gửi một cái thông báo đóng tiền, thì người ta còn gọi là cái invoice á, thông báo đóng tiền. Sau khi học sinh đóng tiền xong thì trường sẽ cấp cho mình thư mời. À, giai đoạn số 3 là giai đoạn mà đi xin visa, thì trước ngày nhập học 1 tháng là phải đi xin visa, như hồi nãy mình nói, để phòng trường hợp mà visa nó ra trễ là học sinh bị trễ kỳ nhập học. Thì ở giai đoạn này học sinh bên ở Duy Tân sẽ phải đóng số tiền còn lại, gồm tổng gói trừ đi số tiền đã đặt cọc và các loại học bổng khác nếu mà học sinh được tùy theo chính sách của công ty. Rồi giai đoạn này sẽ tập trung luyện phỏng vấn nè, luyện nè, luyện nói nè, rồi luyện các cái bài kiểm tra ha. Rồi bắt đầu xếp hồ sơ cho học sinh đi nộp tại KVAC là trung tâm tiếp nhận hồ sơ của lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở đường Điện Biên Phủ á, hoặc là ở ngoài Hà Nội cũng có trung tâm KVAC Hà Nội. Họ sẽ thay mặt lãnh sự quán nhận và kiểm tra hồ sơ. Rồi sau khi mà nhận kiểm tra hồ sơ xong thì khoảng 1 tuần sau họ sẽ gọi điện cho bạn để thông báo cho bạn cái lịch mà bạn sẽ phải có mặt tại lãnh sự quán để phỏng vấn. Có nhiều trường hợp mà du học sinh á, là không phải du học sinh mà các bạn ứng viên á, không nghe điện thoại bị đánh trượt luôn nha mọi người. Nên trong giai đoạn này rất là nhạy cảm luôn. Từ cái giai đoạn vừa nộp hồ sơ xong là đi, gọi là đi ngủ cũng phải mang cái điện thoại theo, đi toilet cũng phải mang theo, đi tắm cũng phải mang theo. Lãnh sự họ gọi bất kỳ lúc nào phải nghe lúc đó, họ thông báo 1 lần duy nhất là ví dụ hẹn em thứ 2 tuần sau 3 giờ chiều lên lãnh sự quán phỏng vấn là phải đến đúng ngày. Ngày đó bạn không nhận được điện thoại họ sẽ không gọi lại lần nữa, và bạn không đến thì coi như bạn bỏ phỏng vấn là bạn bị trượt đó. Còn trường hợp như hồi nãy mình nói, nếu bạn có topic 3 kẹp vào hồ sơ hoặc đóng băng sổ case study á, là bỏ tiền vào ngân hàng Hàn Quốc, thì bạn được miễn phỏng vấn, có nghĩa là nộp hồ sơ xong là ở nhà chờ đó. Rồi sau khi mà ra kết quả visa tầm khoảng 18 đến 30 ngày trong vòng đó, thì lãnh sự quán sẽ gửi một cái tin nhắn về cho mình là bạn đã hoàn tất cái thủ tục xin visa gì đó. Thì kết quả thì mình chạy lên cái trang, có một cái trang thông báo cái kết quả của lãnh sự quán Hàn Quốc, mình gõ cái số hộ chiếu của học viên và mình tra kết quả đậu hay rớt thì nó thể hiện ở trên đó ha. Rồi sau khi bạn có thông báo đậu rồi thì bên trung tâm sẽ làm cái việc là thông báo với trường là tôi có bạn học sinh tên Nguyễn Văn A đậu rồi, thì trường sẽ cho cái thông báo ngày bay là trường sẽ đón vào lúc mấy giờ, ngày nào, và đón tập trung ở cổng nào của sân bay chẳng hạn, thì mình sẽ phải đặt vé máy bay cho bạn đúng theo ngày giờ đó. Rồi bên mình sẽ hẹn bạn lên quyết toán toàn bộ chi phí và trả hồ sơ gốc. Đó là toàn bộ một cái quy trình một bạn du học sinh triển khai ở Duy Tân là như vậy. Thì vừa rồi là đây mình cho mọi người xem, ở đây là cái bảng tính điểm lộ trình chuyển đổi visa nè. Thì bạn nào mà ở đây có thì các bạn không biết tiếng Hàn thì cũng rất là khó coi, nhưng mà ở đây nó sẽ tính theo độ tuổi nè. Ví dụ bạn từ 18 đến 24 tuổi thì bạn được 23 điểm, thấy không ạ?
À, từ 25 đến 29 tuổi là cái độ tuổi vàng á, là bạn được 25 điểm. Từ 30 đến 34 là 23 điểm nè. Đó, nhưng mà ví dụ bạn là cao tuổi rồi, 45 đến 50 chỉ được có 8 điểm thôi, 51 tuổi thì chỉ được có 3 điểm ha. Rồi học lực của bạn nè, nếu mà bạn là tiến sĩ thì bạn được 25 điểm, bạn là thạc sĩ thì bạn được 20, bạn được là cử nhân thì bạn được 17, mà bạn là cử nhân của trường cao đẳng thì bạn được 15 hoặc là 10. Đó, tùy từng cột điểm như vậy sẽ cộng lại bạn ra điểm bao nhiêu thì bạn sẽ được đổi cái visa mà cái thời gian mình lưu trú ở Hàn Quốc cao bấy nhiêu. Nó có một cái bảng quy định rất là rõ ràng như vậy ha. À, và đây là những cái ngành mà công nghiệp gốc mà luôn luôn sẽ có việc làm cho bạn sau khi bạn tốt nghiệp đại học. Nếu mà bạn học những ngành này nè, là ngành đúc nè, đúc kim loại nè. Ở đây chắc là anh Chiến là rất là rõ với ngành này luôn rồi không? Ngày xưa anh hình như em nhớ anh học cơ điện đúng không? Cơ điện lạnh đúng Ừ, không? À, đúng đây. rồi. Dạ, đó thì những cái ngành này là những ngành Hàn Quốc đang rất là thiếu nhân lực nên họ khuyến khích. Ngành rèn nè, hàn tiện nè, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt, cắt gọt và gia công. Đó, đây là những cái ngành mà phát coi là nền tảng của sự phát triển kinh tế, vì chúng cung cấp các bộ phận linh kiện và công nghệ cơ bản cho ngành công nghiệp lớn hơn như là ô tô, đóng tàu, hàng không và điện tử ở Hàn Quốc. Nên là chính phủ Hàn Quốc đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển và nâng cao năng lực, đảm bảo tính cạnh tranh của cái ngành này. Nên là cái đối tượng tuyển sinh mà là những sinh viên cao đẳng hiện nay đang học ngành này cũng là một cái mảnh đất rất là tốt đó, để mình có thể phát triển được công tác tuyển sinh. Khó duy nhất đối với các bạn đó là học tiếng Hàn thôi. Nếu các bạn học được là qua đây rất là ok về việc làm. Ở đây thì em cũng sẽ cho giới thiệu cho mọi người một cái danh sách. Này là danh sách những vùng thưa dân được chỉ định để đổi visa F2R, là chỉ cần ở vùng này thôi, bạn không muốn cần gì hết, bạn chỉ cần đăng ký ở vùng này thôi là bạn được đổi visa ở lại đây luôn. Tại những vùng này là vùng thưa dân nè, thưa dân đó là ít cái dân số vàng, ít lực lượng lao động đó. Nên là bạn nghĩa là bạn ở đây bạn không có đi đâu ra khỏi vùng này là bạn được cấp visa này đó. Ví dụ như Busan này có quận Đông, quận So này, quận Yeongdong nè, Daegu thì có những cái quận này, Incheon thì có những quận này. Đây là cái danh sách mà những cái vùng này là rất là dễ đổi visa luôn, người ta khuyến khích. Không, đổi là phải ở đây luôn, không có được đi qua chỗ khác. Người ta khuyến khích ở đây mà. Đó, đương nhiên là mình hả? Cũng có thể nó sẽ được cập nhật theo năm, tại vì năm sau những cái vùng đó mà phát triển được dân số thì hoặc là đông dân lên thì nó sẽ, hoặc là có những vùng khác nó thưa đi thì nó được bổ sung vô. À, nhưng mà thường là theo em được biết nó sẽ đánh giá theo 6 tháng, khi mà anh đi gia hạn visa họ sẽ kiểm tra xem mình còn ở đây hay không. Nếu không còn ở đây nó cắt, họ cắt liền, họ không có để cho mình nữa. Hàn Quốc thì rất là ok rồi, chỉ có điều là nhà thì rộng lớn, đất đai thì bao la nhưng mà không có người, nó chỉ có bị một cái đó thôi, tại vì dân người ta di cư lên các cái khu vực trung tâm hết đó. Đó, chỉ nên bây giờ ở Hàn Quốc là chỉ cần sinh một em bé thôi là được thưởng tới 1 triệu won là đó. Họ khuyến khích cho cái việc sinh con và phát triển dân số, nên là cái chính sách của Hàn Quốc là sẽ cho tiền mình đổi visa cho mình, giới thiệu việc làm luôn để mình ở đó mình làm. Các loại nhà ở Hàn Quốc á, thì đối với một du học sinh á, có thể lựa chọn một trong ba loại là ở căn hộ, đây là dành cho những nhóm top 1 đó, ở căn hộ rất là sang trọng rồi, hoặc là ở phòng trọ giống như ở Việt Nam mình ấy. Phòng trọ thì nó có hai dạng phòng trọ nhỏ xíu xíu à. Có một người ở thôi, hoặc là phòng trọ chia được chia ra hai ba người ở chung, rồi ví dụ thuê một căn đó xong chia ra mỗi người một phòng đó, chia tiền với nhau. Hoặc là ký túc xá nè, ký túc xá thì nó sẽ nằm trong khuôn viên của trường, các trường ở Hàn Quốc rất là rộng nên ký túc xá luôn luôn nằm trong khuôn viên của trường. Thì phòng trọ và ký túc xá thì không cần ký hợp đồng, không cần đặt cọc, nhưng mà đối với thuê căn hộ thì yêu cầu là phải ký hợp đồng ít nhất là 2 năm, và tiền đặt cọc rất là cao, thường là gấp 10 lần so với tiền thuê nhà, và chỉ được trả lại sau khi hết hợp đồng lao động, hết hợp đồng thuê cái căn đó. Nên thường sẽ khuyến khích du học sinh nên ở ký túc xá. Khi nào các em qua đó các em cứng cáp mà và có bạn bè rồi á, bạn bè thân thiết với nhau rồi á, thì có thể rủ nhau để ra ngoài thuê phòng và chia cái tiền này ra để cho mình đỡ bị gánh nặng. Đây, chi phí thuê nhà này, thuê nhà thì có thể dao động là từ 300.000 won đến 1 triệu won một tháng, tùy là cái phòng đó là căn hộ nhỏ hay là phòng đơn. Còn ký túc xá thì nếu là bạn là sinh viên thì bạn có thể lựa chọn cái phòng có 200.000 thôi, hoặc là 800.000, tùy là phòng đó dành cho 4 người ở cùng với nhau, hoặc là 3 người ở, hoặc là 2 người ở, hoặc là một mình ở một phòng đó, thì nó sẽ mức tiền nó sẽ tăng lên từ từ. Có nhiều trường họ cho cả suất ăn ở trong đó nữa, ở ký túc xá mà được phục vụ ăn ở dưới căng tin luôn đó. Một học kỳ thì tính là từ 4 đến 6 tháng. Chi phí sinh hoạt ở Hàn Quốc thì hồi nãy cô Loan cũng có phân tích một cái bảng chi phí sinh hoạt, nhưng mà mình qua khảo sát học học sinh đi du học thì mình thấy một số cái loại chi phí như ký túc xá thì từ 300 đến 1 triệu nè, chi phí ăn uống thì một bữa là khoảng 5.000 đến 9.000 won, là tính ra tiền Việt Nam á, tầm khoảng từ 100 đến 200.000 tiền Việt Nam. Chi phí đi lại thì cứ 1.500 won một lượt đi tàu hoặc đi xe buýt, và đã đi là phải về, do đó là tối thiểu một ngày mở mắt ra là sẽ phải mất 3.000. Nếu bạn không đi bộ được thì bạn phải mất 3.000 won cho cái tiền xe cộ. Chưa kể là nếu bạn ở xa bạn phải đi 2 tiếng xe mới tới trường thì bạn sẽ mất gấp đôi lên là 6.000 ha. Rồi chi phí mua tài liệu này khoảng tầm 30.000 một học kỳ để mua sách vở này kia, thẻ thư viện các kiểu ha. Chi phí ăn uống thì bên Hàn này cũng khá là tốn cái khoản này nè, tại vì sống ảo á mọi người.
đi ăn với bạn bè, đi check in quán cà phê, đi tham quan cung điện, rồi tham quan các điểm du lịch vân vân. Thì trung bình một bạn du học sinh sẽ dùng gọi là mức vừa phải nhất đó, là khoảng 20 triệu tiền Việt Nam một tháng, là tiền quân là khoảng 1 triệu won một tháng. Cũng có những bạn họ đi làm thêm, họ được bao cơm á, thì những cái chi phí về ăn uống nó sẽ giảm. Hoặc những bạn mà họ ở cái khu mà kế bên trường luôn, phòng trọ nhưng mà kế bên trường luôn, thì họ sẽ không có mất tiền đi lại. Họ ở ký túc xá thì không mất tiền đi lại đó. Thì những cái này này tùy vào cái cách sống của mỗi bạn học sinh mà họ có thể tiết kiệm được nhiều hơn. Rồi vừa rồi thì em cũng giới thiệu sơ lược nhất về một cái cuộc sống và cái cách thức chuyển đổi du học sinh ở Hàn. Ha, thì ở trung tâm Duy Tân cũng có ba, hiện nay đang có ba văn phòng đại diện, là ở tỉnh Quảng Ninh, ở Đà Nẵng, ở Nghệ An và ở thành phố Hồ Chí Minh là trụ sở chính. Thì các anh chị khi mà có bất kỳ một cái câu hỏi gì thì có thể nhắn tin đến số hotline của Duy Tân để được hướng dẫn, cũng như là ví dụ như học sinh của mình ấy mà có quan tâm đến trường nào thì liệu có đi được trường đó hay không, thì luôn luôn nhớ là mình sẽ phải lấy cái người ta gọi là cái profile của bạn học sinh đó, là bạn đó bao nhiêu tuổi nè, bạn đó quê ở đâu, bạn đó tốt nghiệp đại học hay là phổ thông, rồi cái điểm trung bình khi tốt nghiệp là bao nhiêu. Thì từ cái điều kiện cơ bản đó thì mình mới biết là bạn đó có đi được cái trường đó hay không. Thì cũng có rất là nhiều đối tác thì cứ nhắn là em ơi cho anh hỏi là bạn bạn đó bạn A đó có đi được trường đó hay không, nhưng mà không có cái thông tin thì mình không xem được ha. Phải có thông tin mới xem được, tại vì tất cả các trường họ đều có quy định rất là rõ về điều kiện tuyển sinh rồi. Thì như em có chia sẻ, nếu như mình yếu hơn một chút, mình bị bất lợi một cái gì đó, thì mình nên hướng dẫn học sinh cố gắng học tiếng Hàn. Nếu không được tiếng Hàn, nếu không được topic thì cố gắng cho học chứng chỉ C0 để mình kẹp vào hồ sơ mình lấy điểm cộng. Em chúc các anh chị là sẽ triển khai một mùa tuyển sinh thật là thành công và mang lại nhiều giá trị cho các bạn du học sinh nha. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ.